Đó các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi với cái bài đó là bố cục hình cơ bản trong việc thiết kế Photoshop. Và các bạn nhớ một điều rằng luôn luôn chúng ta sẽ phải làm rất là chuẩn chỉnh về cái việc này. Và phần thứ hai, ngoài giá trị là chúng ta học xong thì chúng ta nên mở rộng cái khả năng của chúng ta lên, để thứ nhất là chúng ta thích ứng được với cái công việc hiện tại, sau này đồ họa của các bạn làm nha. Ok, để muốn làm được điều đấy thì bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Cũng giống như mọi lần thôi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Ở trong phần này thì mình sẽ chọn là 1200 nhân với 600 nhân với 700 nhân với 72. Resolution thì mình chọn là 150. Sau khi chọn 50 xong thì mình sẽ xuống đến cái background là gRGB. Và chúng ta sẽ có một cái chế độ gọi là 8 bit nha. Các bạn nhìn chưa? Và cái background của mình chính là màu trắng, là white. Và tất cả những tiêu chí nha thì mình giữ nguyên. Sau đó thì mình sẽ ấn vào create để tạo ra khổ giấy. Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học về một số cái tùy biến trong cái vấn đề về cái hình của chúng ta được học. Thì cái vùng chọn của chúng ta là gì? Thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn từ bài trước rồi. Đó là nó ký hiệu bằng chữ gì M. Với một cái hình như này thì các bạn để ý rằng là hình vuông của chúng ta vẽ ra thì rất là thoải mái rồi. Chúng ta có thể vẽ như này, chúng ta có thể vẽ như này, chúng ta có thể vẽ như này. Đó, nha. Ok, và sau khi mà chúng ta đã hiểu được bản chất thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái việc là tạo ra những cái form dáng bố cục của hình bên tay trái. Chúng ta đầu tư hoàn toàn bên tay trái hoặc bên tay phải hoặc lên trên hay xuống dưới để làm sao để chúng ta làm ra những cái bục rất là rõ ràng. Và trong tiêu chí của chúng ta nó phải có những cái vị trí như sau: vị trí số 1 là ảnh này, vị trí số 2 logo, vị trí số 3 là nội dung, và cái phần background nó còn lại đó. Và hôm trước thì mình đã dạy quá kỹ cái phần background rồi nha. Rồi các bạn nhìn vào đây, trong quá trình khi mình dùng cái vùng chọn thì mình sẽ làm một cái thao tác cho các bạn, đó là mình vẽ một cái biểu tượng. Và trong quá trình khi vẽ thì bạn nhớ mà mình giữ chuột nhé, mình giữ chuột, mình chưa buông chuột đâu, thì mình giữ thêm phím shift nữa thì ngay tức nó sẽ trở thành hình vuông cho mình đó, nhìn chưa. Ok, và sau khi vẽ hình vuông xong thì các bạn có thể buông tay được chưa. Còn có một cái cách khác là vẽ và làm việc theo bố cục, theo hệ lưới. Nếu mà bạn nào đã xem được cái bài chữ của mình dạy trên trong nhóm Inut, hoặc là thậm chí là những bạn nào mà đã xem được những cái bài chia lưới chia cột trên InDesign của mình thì các bạn sẽ hiểu được điều đó. Thì để muốn làm được điều đó thì mình sẽ nói sau, như hôm nay mình sẽ vào cái hình vuông đã nha. Rồi, theo thông lệ bình thường thì mình cứ có một cái vùng chọn thì mình sẽ đổ một cái màu, và cái màu đấy thì tôi coi nó là một đối tượng. Và khi đã là một đối tượng thì các bạn lưu ý cho tôi là phải có layer mới, nên là sẽ ấn vào biểu tượng đó là gì. Đấy, các bạn nhìn chưa? Dấu cộng của chúng ta nha. Đó, click new layer. Hay tương ứng với lệnh là Ctrl Shift Alt N thấp. Thì các bạn sẽ nhìn được cái điều đó. Ví dụ chúng ta tích vào đây một cái thì tự khắc là có một cái layer Ctrl Z lại. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift Alt N thấp cũng là một layer. Rất dễ bạn. Và thường thường sau này thì tôi sẽ dùng phím tắt nha. Ok, ngoài ra thì nó còn có một cái này nữa là Ctrl Shift N thấp thì nó cũng ra, nhưng nó phải hỏi chúng ta là chúng ta tự đặt tên chúng ta là cái gì, có tạo ra layer không, thì mình ấn ok phát là tự khắc nó sẽ cũng tạo ra như vậy đó. Cách thì nó như thế thôi, và mình sẽ chốt lại cái việc là khi mà có vùng chọn sẽ có một đối tượng mới, mà có một đối tượng mới thì chúng ta nhất nhất định phải lập ra một layer mới. Sau khi mà tạo ra một layer mới xong thì các bạn nhớ một điều rằng mình sẽ đổ một cái màu. Và tất nhiên là mình sẽ chọn cho nó một cái màu như bình thường thôi, màu an đen này đây, Ctrl D. Từ cái màu này mà khi mà các bạn muốn tạo ra một đối tượng khác thì bạn có hai sự lựa chọn. Một, một nhé, là chúng ta tự vẽ thêm một cái layer mới nữa. Hai là chúng ta sẽ chọn phương pháp là copy. Vậy thì trong trường hợp là để muốn tạo ra một layer mới thì chúng ta sẽ dùng phương pháp copy hay là tạo ra bằng một layer mới và vẽ lại từ đầu. Thì để cho tiết kiệm thời gian thì thường thường nếu hình này không có quá nhiều sự biến đổi thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Z trên bàn phím là tự khắc nó sinh ra hai layer, và các bạn sẽ nhìn thấy là hai layer này sẽ chứa hai đối tượng giống hoàn toàn nhau, trùng khít lên nhau đấy. Và lúc này cái đối tượng thứ hai thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại một tí.
Và thu nhỏ thì sau đó thì tôi sẽ đặt vào đây thì tự khắc tôi có được cái giá trị số 2 và tốn Enter. Và đối tượng này thì các bạn có thể chọn 50 vì chúng ta sẽ chọn theo sắc độ. Đấy. Người ta gọi là đây là giá trị là khi người ta chuyển màu hay là dùng màu theo kiểu là chuyển độ. À, chuyển từ độ đậm đến trung gian đến sáng. Bởi vì nó sẽ tạo ra chiều sâu cho thiết kế. Và chính vào chiều sâu thiết kế mà nó lại có các độ tương phản khác nhau, đậm rõ, đậm thì rõ, xa thì mờ. Như vậy thì cái vấn đề về tương phản nó cũng rất quan trọng. Và chính vì cái vấn đề về tương phản như thế thì nó sẽ giúp ích cho các bạn được đó là gì? Ok, giúp ích chúng ta xem được chính phủ trong cái vấn đề về thiết kế của chúng ta là gì? Đúng không ạ? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thuộc tính. Nào các bạn nhìn vào đây. Và cũng tương tự như vậy thì tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ hai. Và tôi lại đẩy sang phải và tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi lại thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại xong thì mình nhấn Enter về lúc này mình ấn số 3 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có đậm, đậm thì rõ và to, xa thì nhỏ và mờ. Thì đấy là nguyên tắc. Và luôn luôn trong đầu của chúng ta luôn luôn phải có những giá trị dành cho bố cục thiết kế là nó phải có to nhỏ này, có xa gần này, có trang trí này. Đó. Vậy thì sau khi mà chúng ta làm được điều đấy thì chúng ta mới làm được tốt những cái việc khác được. Được không ạ? Ok, thì cái biểu tượng này của các bạn thì nó sẽ sinh ra rất nhiều thể loại khác nhau. Này. À, một là chúng ta sẽ được quyền là một, đối với một số bạn thì các bạn lưu ý cho tôi là khi làm về thiết kế, khi xoay biểu tượng thì cố gắng là ấn vào Ctrl T và giữ Shift, chúng ta xoay như này. Xoay là phải giữ Shift để nó xoay theo một mặc định của máy. Thì lần sau khi các bạn dùng những cái ô vuông, ví dụ trong nhóm thì mình đã góp ý rồi đấy, là các bạn vẽ ô vuông nó chuẩn xác theo độ xoay như thế thì nó sẽ bị đỡ bị theo kiểu bị lệch lạc nhé. Còn nếu không thì bạn sẽ phải dùng một cái mô típ, là cái hình của chúng ta phải thật sự là sáng tạo. Và cái sự sáng tạo đây thì nó có rất nhiều chiều hướng, được không ạ? Ok, chúng ta đã tạo ra một cái hình và sau khi tạo cái hình số 1 xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi lại vẽ một cái vùng chọn mới. Và vùng chọn này thì tôi sẽ lập ra một layer mới theo đúng nguyên tắc và tôi lại đổ một cái màu mới cho các bạn. À, tôi có thể chọn một cái màu cam. Và tôi dùng lệnh là Alt Del Enter thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có được cái này và lại Ctrl T như bình thường. Giữ Shift xoay này. Đó. Thì nhớ một điều rằng cái cạnh này và cạnh này nó giống nhau. Chúng ta có thể đặt đây. Nếu đặt vào vị trí này thì các bạn lưu ý cho tôi là cái vị trí này là vị trí của tách mà. Nên là chúng ta đặt như này thì cái diện tích của chúng ta nó sẽ gặp vấn đề. Nên chúng ta có hai sự lựa chọn. À, ví dụ trong những cái bài trước thì tôi hay dạy là cho bạn cái hình đầu tiên là ấn vào biểu tượng là sao là chuyển độ. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể thay đổi được mà. Chúng ta có thể thay đổi bằng cái nào chúng ta sẽ cho nó tầm này. Thậm chí cho tầm này. Và chúng ta dùng một cái phương pháp như sau này chúng ta sẽ giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Sau khi quay trở lại vùng chọn xong thì mình chỉ mượn nhé, giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của cái này. Giữ chặt Ctrl và ấn vào thành thu nhỏ của này. Thì có nghĩa là nó sẽ quay lại vùng chọn, quay trở lại vùng chọn của cái thằng đầu tiên và quay trở lại vùng chọn đầu tiên thì nhưng tôi chỉ mượn thôi, tôi dùng cái vùng chọn nó thôi để làm gì? Tôi xóa cái này một nó xóa cái vùng chọn đó. Tại vì theo nguyên tắc về đây, đây là tôi có vùng chọn đấy. Và vùng chọn lúc này tôi đang chọn layer 1 là layer ở dưới màu xanh. Tôi muốn xóa đoạn này đi thì cái màu vàng tôi nằm ở trên nó. Người ta gọi là tận dụng vùng chọn để xóa. Để tạo hình. Và cách tạo hình đấy nó là một sự sáng tạo của các bạn. Và mỗi một lần xóa thì nó đều có ý đồ là cái đoạn tôi xóa đấy nó có ảnh hưởng đến ảnh không? Nó có bị che khuất những phần chính của cái ảnh mà chúng ta định cho vào không? Đấy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi như thế. Tại sao tôi phải nói rất kỹ như vậy? Bởi vì là trong quy trình khi tôi dạy các bạn rất là nhiều nên chính vì vậy mà có nhiều bạn là vẫn theo kiểu bản năng cao lắm đó. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào phương pháp là tôi ấn vào Delete thì cái vùng chọn là những cái gì chúng ta tác động là chỉ tác động trong vùng chọn thôi, còn ngoài vùng chọn nó sẽ không tác động. Nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ ấn vào nút Delete nha, Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái layer số 1 của tôi là cái miếng màu xanh to đấy, bây giờ nó mất một góc. Ctrl D là rất lợi và thoát lợi của cái việc của chúng ta. Sau đó thì chúng ta bật cái này lên thì có nghĩa là cái miếng này nó được như này rồi thì chúng ta có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl T đối với miếng layer số 2. Và sau khi layer số 2 xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái biểu tượng này lại. Và sau khi thu nhỏ xong thì cái biểu tượng này của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí này. Được ạ. Và tiếp theo cũng tương tự như vậy tôi lại chuột phải, tôi lại dùng một cái vùng chọn. Ví dụ tôi chọn một cái biểu tượng ở đây.
Có nhiều người bảo thế ơi, tại em sẽ cắt thêm một cái miếng nữa chỗ này, thế có được không? Hay là một cái miếng chỗ này được không? Đây thì có rất nhiều cách để các bạn lựa chọn. Có những người thì người ta muốn rằng là cái hình vùng chọn người ta vẽ ra như này, và người ta muốn là không tận dụng cái quay trở lại vùng chọn nữa thì làm bằng cách nào? Thì các bạn nhớ là trong cái Photoshop người ta có hai thuộc tính, một là Ctrl T là điều chỉnh cái kích thước của đối tượng, và còn một cách khác thứ hai là điều chỉnh vùng chọn của đối tượng. Thì làm bằng cách nào? Thì các bạn sẽ chuột phải vào vùng chọn đó và chúng ta chọn vào Transform Selection này, chúng ta sẽ có được cái thuộc tính của chúng ta thôi. Đó, và sau khi giữ cái này, tôi giữ shift, cái này xoay, này là xoay vùng chọn nhưng mà không phải là hình nhé, các bạn nhớ nhé. Và tôi nên tôi, bởi vì khi tôi có vùng chọn rồi thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ cầm tôi cắt vào đoạn này được không ạ? Đây, đây là một ý đồ của tôi và tôi muốn cắt nhẹ, và tôi lại chọn vào layer số 1 và tôi xóa đi thì cái hình của chúng ta biến mất, được không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, sau khi làm xong tôi lại chuột phải, tôi lại chọn đối tượng này và tôi giữ phím An, tôi kéo đây thì tôi có một layer thứ hai. Vừa rồi tôi vừa scan Z rồi thì bây giờ tôi lại nhắc lại là can trốn gì giữ phím A, can trốn T và tôi thu nhỏ lại, và tất cả những chi tiết thu nhỏ lại nó cũng chỉ là hình thức trang trí thôi, nên các bạn lưu ý cho tôi cái việc này một tí được chưa? Ok, và sau khi tôi đã chọn xong thì lúc này tôi đã có được cái hình đó, thì cái hình này của trên thì của tôi thì tôi đã ấn vào can trốn T và tôi lại thu nhỏ như này, tôi lại đặt vào đây để nó có sự xô lệch với nhau một cách đúng nghĩa, cũng phải chỉnh các bạn ạ. À, rồi sau khi đã làm xong thì cái việc ở phía dưới này của các bạn này, tôi lại không muốn là dùng một cái hình như vậy nữa, tôi lại dùng một cái hình phía có thể là một cái dài như thế này. Và sau khi chọn dài xong cái này, tôi lại chuột phải vào vùng chọn, tôi lại chọn vào Transform Selection. Vậy Transform Selection nó nằm ở đâu? Thì nó sẽ chính nằm ở phần đó là Select nhá, các bạn nhìn chọn Select ạ, người ta chọn vào Transform Selection là điều chỉnh kích thước của vùng chọn mình vẽ ra, hay là điều chỉnh các thuộc tính của nó, ví dụ to nhỏ xoay đó đó thì giữ shift các bạn xoay như bình thường, nhưng mỗi tội cái này là vùng chọn nên bạn đặt vào đây giúp tôi đấy. Có nhiều trường hợp thì tôi sẽ đặt như thế này, có những trường hợp thì đặt như thế này, có những trường hợp thì đặt như thế này, tùy theo tính chất. Thì trong trường hợp này tôi sẽ đặt như này và tôi ấn vào enter. Sau khi chọn enter xong rồi tôi lại chuột phải vào miếng màu xanh và tôi lại ấn vào biểu tượng lá giấy xóa đi. Thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ được ra, tạo ra một cái hình như thế này. Và tất cả như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là tất cả những hình phụ nó chỉ là chi tiết để làm cho cái hình của chúng ta đẹp lên, vui lên và chúng ta có nhiều cái cảm giác không được đơn điệu nha. Rồi tiếp theo tôi sẽ chọn cái đối tượng này, tôi giữ phím An và tôi kéo xuống dưới đây một tí nữa và tôi ấn vào Ctrl T và có thể thu nhỏ lại. Đó. Và trong quá trình khi thu nhỏ lại thì bạn có thể đặt thoải mái, bạn thích đặt đâu tùy bạn, nhưng tóm lại thì tôi hay đặt như thế này. Bởi vì chúng ta cũng sẽ phải đi lưu giữ, rồi chúng ta cũng phải đi học hỏi. Ví dụ trong trường này tôi ấn opacity bằng 30%, các bạn nhìn opacity này. Đó, tôi ấn số 3. Và tiếp theo tôi chọn vào cái này, tôi sẽ ấn số 5. Được chưa? Thế là chúng ta đã có được một cái hình, và cái hình của chúng ta nó đã có được cái tiêu chí như này, thì cái miếng hình này của các bạn này đó, vậy thì cái hình này của chúng ta được xong rồi, được không ạ? Thì bây giờ người ta cũng có một cái tiêu chí nữa cho các bạn, đó là gì ạ? Tôi sẽ chọn vào đối tượng này, tôi quay trở lại vùng chọn, quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì người nắm nhé, và chúng ta dùng cái công cụ M là vùng chọn, và ấn nút sang phải sang trái thì chúng ta sẽ có được một cái tiêu chí là một cái vùng chọn như này đấy. Và sau khi đã có một cái vùng chọn xong nha thì bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn bằng lệnh là Ctrl Delete, là đổ màu phía ghi hình, màu ghi bên tay trái này, nhìn chậm, đổ lên phía trên. Và lúc này thì chúng ta có một cái hình, cái khung ghi này chính là cái nơi mà tôi sau này tôi sẽ dùng những cái hình ảnh. À, tôi có thể đảo sang trái, đảo sang phải. À, đây. Vậy thì cùng là một tiêu chí này thì bạn có thể biến đổi thành một cái hình bên phải được không? Thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn đảo chiều một cái khung hình bố cục từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, các bạn có thể chọn vào Image và các bạn có thể chọn một cái giải pháp như sau là Image Selection và chúng ta chọn vào biểu tượng là Horizon là đối xứng. Đó, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta cũng có thể là Image, chúng ta chọn vào biểu tượng là Image Rotation, chúng ta chọn vào Vertical là nội từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Đó, các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ? Alo. Alo. Alo, cái đó mình có nghe được không nhỉ? Rồi ạ. Nghe thế này.
Đấy, chúng ta phải học rất là kỹ những cái việc này để sau này chúng ta còn làm thiết kế, và tất nhiên là chúng ta cũng không bao giờ thoát khỏi được cái vấn đề là Ctrl O. À, khi mà chúng ta ấn vào Ctrl O xong thì tất nhiên là chúng ta phải có một cái nguồn tư liệu rất là tốt. Cái nguồn tư liệu này thì nói thật cho các bạn biết là không phải lúc nào chúng ta cũng dùng được hình ảnh như thế này. Bởi vì đây là quảng cáo cho nước hoa, nhưng mà vấn đề là hình thì bên nước ngoài thì người ta gọi là đẹp, nhưng bên Việt Nam thì chưa chắc. Trong một số tập khách hàng của chúng ta chưa chắc cái này gọi là đẹp. Đấy, các bạn nhìn nhá. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl O và tôi lại quay trở lại với biểu tượng như sau, tôi chọn vào download. Trong phần download thì tôi sẽ có rất nhiều những hình ảnh cho các bạn, ví dụ các bạn có thể chọn vào mỹ phẩm. Rồi sau khi chọn mỹ phẩm xong thì bạn có thể chọn, tất nhiên mỹ phẩm nó có hợp lý không thì chưa chắc là hợp lý, nhưng ít nhất thì mình cứ lấy ra đã, được không? Đây của chị là trải nghiệm cho cái việc bạn đọc ảnh. Và lúc này khi mà tôi ấn vào xong thì tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, hiểu chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, được chưa? Và sau đó thì sang cái file thiết kế của các bạn. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn cho ảnh vào trong một cái khung nào thì nhớ là phải chuột phải vào khung đấy trước. Và cái layer đầu tiên chính là nó nên là tôi chọn nó luôn. Đây là layer 3 đấy. Sau đó thì sau khi xong rồi thì tôi chỉ cần ấn vào Ctrl V thôi thì ngay tức cái ảnh của chúng ta to nên chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy, mặt đẹp, hình đẹp, nền đẹp, chữ đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Và tất nhiên là trong quy trình đấy mà chữ của chúng ta lại content mang đầy đủ tính chất của truyền thông marketing nữa thì tôi thề với các bạn là các bạn làm cái gì cũng đến đích rồi. Ctrl T và lúc này thì chúng ta sẽ thu nhỏ xuống phía dưới, dùng phím cách trên bàn phím và dùng thu nhảy. Đó. Và thu này nếu có một cái bất tiện này lại phải làm sao, lại phải đẩy cái này lên rồi lại thu nhỏ lại. Nhưng nếu mà chúng ta ấn vào Ctrl trừ là thu nhỏ khung hình như này thì chúng ta sẽ làm rất là dễ dàng. Nhìn thấy chưa? Chọn vào đây và chúng ta thu một phát thôi. Và nhớ là trong quá trình khi thu thì bạn không cần giữ cái gì hết. Bạn đặt vào đây cho tôi. Bạn đặt vào đây cho tôi. Và ít nhất cái hình thiết kế của các bạn là phải bằng chiều cao nhá. Nhớ nhé. Hình phải bằng chiều cao của cái khung hình của các bạn. Với những cái khung hình như cô gái như này thì bạn có thể làm cái biểu tượng là poster theo chiều dọc thì nó cũng rất là hợp lý. Standee theo chiều dọc cũng rất hợp lý. Đặc biệt các bạn làm thời trang hay mỹ phẩm gì đó. Ok, enter. Và sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào Ctrl G thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được một cái khung hình. Và cái khung hình đấy nó có một cái đường viền màu xanh kìa. Các bạn có nhìn thấy đường viền màu xanh chưa? Ok, tôi sẽ chọn sang đây. Đây là cái đường viền màu xanh của các bạn đây. Đó. Nếu bạn không để màu xanh thì bạn có thể opacity xuống là dưới tầm 1 thôi hay là số 2 thôi thì nó có một cái sự chuyển độ rất là nhẹ nhàng, nhưng nó sẽ bị cứng bởi vì bản chất của cái hình này nó không phù hợp, nó không phù hợp với nữ được, bởi vì nữ thì nó sẽ thiên về đường hình tròn nhiều hơn với cái tiêu chí đó, đúng không ạ? Ok, vậy thì chính vì cái việc này thì các bạn nhớ cho tôi là bên này nếu mà làm cho một cái phông chữ, bên này chắc là phông chữ rồi. Và các bạn nhớ cho tôi là nếu mà bên này là phông chữ thì chúng ta làm bằng cách nào, đúng không ạ? Ctrl nhỏ. À, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là ổ E, rồi chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào một cái tư liệu, chúng ta sẽ chọn vào tư liệu của chúng ta đó là tư liệu đồ họa, đúng, chúng ta sẽ chọn một cái tên là dầu gội đầu. Và tất nhiên là trong dầu gội đầu thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có quá nhiều những thuộc tính. Ví dụ bạn chọn thuộc tính nào? Nhìn đi ạ. Nó có logo không? Hay là không có logo? À, dạng nào? Logo dạng nào? Đấy. Thì các bạn nhớ cho tôi cái việc này một tí. Được không ạ? Nào kéo xuống xem là chúng ta có dầu gội đầu, nước tẩy trang, rồi thời trang tóc. Đấy, thì tất cả những cái này thì các bạn cũng phải đi tìm tư liệu. Ngoài tư liệu xong thì các bạn sẽ phải tìm cho tôi một cái tên là gọi là logo. Bởi vì logo của thương hiệu thì phải có, được không ạ? Rồi, bạn có thể chọn vào download quay trở lại. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, thương hiệu của chúng ta thì chúng ta có thể bật lên xem là cái thương hiệu của chúng ta là cái gì. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như này. Đấy, hoặc là các bạn có thể lên một cái chỗ khác bằng cách như sau là các bạn có thể chọn vào cái bold chữ trước các thứ, được chưa? Ok, với cái chữ trong về thiết kế về mỹ phẩm hay là cho làm đẹp thì thường thường người ta sẽ dùng những cái biểu tượng sau. Bạn có thể bật hai cái phần mềm lên. Lúc này tôi sẽ bật AI lên, nhớ nhá. Và tạm thời là tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ dùng một cái text bình thường như thế này.
Và tất nhiên dùng một cái tag rồi thì các bạn ấn vào T giúp tôi. Tag này gọi là tag tiêu đề, nó nói về một nội dung. Nó nói về một nội dung có thể là khai trương nhà hàng, khai trương khách sạn, hoặc là giảm giá giờ vàng cho thương hiệu này, và thậm chí là nó sẽ có những cái tiêu chí khác nữa, đúng không? Rồi. Thì để muốn biết được sưu tầm những cái từ đó thì các bạn có thể chọn một cái giải pháp như sau này. Tôi có nhiều chỗ và tôi luôn luôn là đi tìm hiểu tư liệu và tự tự khắc là những cái tư liệu hay nào thì các bạn cũng sẽ phải làm vào, ví dụ tài liệu cho người thiết kế. Bây giờ thì tôi sẽ quay trở sang và share lại nhé, share lại cho các bạn xem, share cho các bạn xem một cái biểu tượng mà người ta sẽ làm là cái gì đây ạ. Ok, tôi sẽ share như này cho các bạn. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng này của tôi chưa ạ? Cả nhà ơi. Alo. 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 Alo, lớp mình có nghe là không nhờ? Có nhìn được không nhờ? Ủa? Có thể ạ. Ok, các bạn nhìn này. Các bạn có thấy không? Nhận giảm giá 20% khi đến khi gửi đến hộp thư đến của các bạn. Nhận giảm giá 20% khi gửi đến hòm thư đến của các bạn. Ưu đãi độc quyền. Cái này sẽ dành cho phụ nữ rất là nhiều, là tốt mới về để yêu này. Xong rồi giảm giá mùa hè này, hàng mới về này. Các bạn có nhìn không ạ? Rồi người ta có ưu đãi trong ngày sản phẩm ma, có giờ 1 giờ 2, và sau đó thì có là 500 người đã mua sản phẩm này. Nó có ngày giờ phút, nó giống như đồng hồ đếm ngược nhá, xu hướng đây. Sau đó thì sang bên này thì các bạn nhìn này. Ở đây thì nó có sẽ là thuộc tính là bán hàng trên website. Thì nó có là hãy là người đầu tiên. Đấy, nhìn thấy chưa? Sau đó nó có một cái mô tả rất hay là về những sản phẩm mới nhất của chúng tôi, ưu đãi đặc biệt cộng với giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên của bạn. Email của bạn là gì, đặt mua thế nào, ok thôi. Các bạn thấy không, ngay tức khi bạn là vào một cái trang web hay là nó hay pop up là một cái cửa sổ mới, và cửa sổ đấy nó có thể ghi như thế. Tôi lại tôi nói cho các bạn thêm rất là nhiều thứ này, giảm giá mùa hè, mùa trong. Sau đó thì người ta lại có những cái tiêu chí. Đấy, rất là dễ. Sau đó thì người ta lại còn có những cái thuộc tính còn kinh khủng nữa. Bởi vì là cái thể hệ thống bán online người ta làm giỏi lắm. Các bạn nhớ nhá. Ví dụ, đây là một trong những cái là cung cấp những cái CTA. Đây ạ, à, cung cấp CTA, câu gọi hành động theo hai cách khác nhau, CTA kép. Đây ạ. À. Mới giảm 20%, đừng bỏ lỡ cơ hội. Thêm cảm giác khẩn cấp là mới giảm giá 20%, và cái này nó chỉ có ưu đãi độc quyền thôi, và nó thậm chí là chỉ dành cho 7 suất thôi, hoặc là chỉ đến 20% dành cho cái ngày cuối ngày hay như thế nào đó. Đấy, tất cả những cái tiêu chí là đều có hết nha. Đó, vậy thì cái câu chuyện của chúng ta là gì ạ? Tôi sẽ lấy một cái đoạn nó ngắn ngắn thôi. Đây, hàng mới về. Ok, chúng ta sẽ copy cái đoạn này. Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ sang cái bên này, thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn dùng một cái tag. Và sau khi đã có tag xong thì các bạn nhớ các bạn kéo vào đây cho tôi. Đấy, tạm thời là tại vì là cái phông chữ của chúng ta không hỗ trợ tiếng Việt mà chúng ta đánh thì là ngay tức nó sẽ bị gặp vấn đề ngay nha. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ còn một cái nội dung tag nữa, đó là cái tag đây. Được chưa? Bắt đầu đây. Và chúng ta sẽ có một cái chữ này là mua ngay nữa. Ok, chúng ta sang full shop và chúng ta cứ tích vào và chúng ta điền các nội dung đã, bởi vì đây là nội dung có thật chẳng hạn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có chữ mua ngay, thì chúng ta cũng tích vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl A và Ctrl C như bình thường, sau đó thì tắt nó đi thôi. Trước khi tắt thì tôi sẽ chia sẻ sang cái in full shop và tôi sẽ tắt cái biểu tượng của cái Figma đi. Rồi T thì tôi chạy lại chọn vào vị trí T và tôi tích thêm một cái nữa cho các bạn đây. Và cái này thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và tôi kéo đây. Rồi cái trường thứ thứ hai T tiếp theo bạn tích vào đây. Chúng ta ấn vào Ctrl V và cái này là chữ mua ngay.
Ok. Tất nhiên là trong một số trường hợp thì các bạn có thể có nhiều giải pháp cho việc chữ chúng ta làm thế nào, thì tôi bạn nào mà thích một cái cách mà nó khoa học hơn thì nó có cả những cái đo đếm là tiêu đề là kích cỡ bao nhiêu, xuống dưới là bao nhiêu, thì lần sau tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Nào, thì bây giờ sau khi đã có chữ buông ngay rồi thì tất cả chữ của chúng ta đặt sang bên này, và tất nhiên phần còn lại sẽ dành cho đó là gì? Logo. Và các bạn có thể nên tìm hiểu một cái logo tên là Pol chẳng hạn, thì các bạn có thể vào Google các bạn search cho tôi một cái từ khóa gọi là logo đó, hãng chúng ta có mỹ phẩm đây, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính này, chúng ta sẽ mở ra Cantor. Chúng ta sẽ có một cái và trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một cái thiết kế được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào thương hiệu Pol, và chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh, và sau khi chọn thư viện ảnh thì các bạn nhớ cho tôi là tôi có một cái logo, tôi tạm thời tôi có một cái logo, thì thường thường thì logo mà các bạn chỉ cần search một chữ là Pol và sau đó thì logo Pol, sau đó thì bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái PNG đây ạ. Tôi share sang cái biểu tượng đấy cho các bạn để các bạn xem luôn về cái vị trí mà tôi sẽ làm Google. Ok, nó mình nhìn thấy cái phần là Google chưa nhỉ? Alo? Alo? Alo, nó mình ơi, có nhìn thấy cái vào Google của mình không ạ? Có đây ạ. Ok, sau khi chọn là PNG xong như này thì các bạn sẽ tìm đến logo mà nó có một cái không nền, thì các bạn có thể chọn vào cái công cụ cho tôi và chọn vào cái kích cỡ là lớn nhất. Và sau khi chọn vào kích cỡ lớn nhất thì chúng ta sẽ tích vào đây một cái là xem là nó có cái ảnh PNG không. Nhìn lên chưa? Và tôi cũng chia sẻ cho bạn biết là có những cái PNG là không phải là PNG đâu mà nó là dạng ảnh đấy. Có những người thì người ta cắt cho mình, có những người thì không cắt cho mình thì mình phải chịu nhá, được chưa? Đấy các bạn nhìn ạ, tôi thích vào đây một cái tôi có một logo này, 1.000. Và cái giá trị 1.000 này tôi thấy vẫn hơi mờ. Nhìn thấy không? Ok, các bạn nhìn lên chưa? Và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào sao chép hình ảnh. Chúng ta chọn sao chép hình ảnh luôn. Và sau đó thì chúng ta sẽ sang cái file thiết kế của chúng ta thôi, Ctrl L. Lúc này nó sẽ to bằng 200, 200 thì hơi bé nhỉ? Ô, sao này cái này bé nhỉ? Bé thế. Và tôi sẽ chọn lại một cái khác. Đây, tôi sẽ chọn một cái kích thước là lớn nhất rồi. Phone này thì PNG nhưng muốn tội là không phải không có chữ. Chúng ta tìm những cái dòng như thế này. Đây, 700 mấy đây. Chuột phải sao chép hình ảnh. Sau đó thì mình sẽ share trên cái phiên bản Photoshop và bắt đầu là chúng ta sẽ làm tiếp. Chúng ta tạo ra Ctrl L là chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào Ctrl L như này thì chúng ta có một cái khổ giấy và chúng ta sẽ chọn là 1.500 150 enter. Sau đó thì Ctrl V cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái logo của chúng ta. Thì tôi sẽ dạy cho các bạn một cái chiêu thức là tách logo trên nền đen trắng. Nào, đây là một trong những cái mẹo các bạn có thể ghi là mẹo tách logo đen trắng và chuyển nó thành màu. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ làm cho tôi đó là gì ạ? Có mấy cách như sau, đây là đen trắng này. Bạn muốn tách được nó thì bạn sẽ tạo ra cho tôi một cái biểu tượng là app layer mask nha. Mẹo nhé, mẹo này, mẹo tách nền với những dạng đen trắng và có độ tương phản cao trên nền background. Các bạn tích vào đây cho tôi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó sinh ra một cái cửa sổ bên cạnh, và cái cửa sổ này rất là quan trọng là nó sẽ đưa cái đối tượng của này, đối tượng ảnh này, chính thức ảnh này vào trong cái mặt nạ đó. Thì nguyên tắc của mặt nạ thì cứng cái gì màu đen thì nó sẽ làm cho thủng hình, và màu trắng thì nó giữ lại hình. Vậy thì nếu mà tôi đưa hoàn toàn cái ảnh này vào trong thì tất nhiên logo của chúng ta sẽ bị thủng vị trí này.
Đấy ạ, tôi sẽ tắt mắt cho các bạn xem. Nhìn nhé, tắt mắt đi. Tắt mắt cái này ở dưới thì để cho nhìn nhé. Nào. À, bước số 2. À, bước 1 rồi. Bước 2. Bước 2 là chúng ta chọn vào image. Chúng ta chọn vào Apply Image. Apply Image là chụp toàn bộ cái ảnh và đưa thẳng vào trong mặt nạ. Thì lúc này do là cái chữ và cái biểu tượng ảnh trong mặt nạ nó bằng trùng khít nhau nên cái vị trí của cái chữ và logo màu đen đó nó sẽ bị thủng hình. Đó, các bạn có nhìn thấy bị thủng hình không ạ? Đó, mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Alo, Nhìn thấy rồi rồi ạ. cái nền background ra rồi, sau khi đã làm xong thì mình ấn OK. Và sau khi ấn OK xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này nó có một tiêu chí nữa là cái mặt nạ ngoài chúng ta đang là mặt nạ trắng. Đây ạ. Và chúng ta được quyền là đảo màu cho nhau. Thì ví dụ đảo màu cho nhau thì có phải cái ngoài của chúng ta đang là hiện hình thì mình sẽ đảo nó thành màu đen thì nó sẽ bị thủng hình. Còn cái màu bên trong là cái chữ rồi cái logo của mình đang là màu đen thì mình đảo lại thì nó lại trở thành màu trắng thì nó lại hiện hình của logo. Nên chính vậy bạn ấn vào Ctrl Y ngắn. Đây là mẹo nhé. Đó. Thì sau khi mà Ctrl Y ngắn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo tôi xuất hiện. Nhớ nhá. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi, sau khi đã làm xong rồi cái biểu tượng này thì các bạn nhìn vào cho tôi lúc này thì chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài và lúc này logo của chúng ta đã được cắt xong. Các bạn có nhìn cái biểu tượng này của tôi chưa? Đó, và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao lập ra một layer mới và chọn vào layer dưới. Có nghĩa là chọn cả hai layer để ép nó thành một cái ảnh gọi là ảnh không nền như bình thường để cho các bạn dễ nhìn hơn. Được không ạ? Rồi ok, các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl E nhé. Nhìn nhá. Ctrl E này ép lại với nhau và lúc này chúng ta được quyền là đưa cái logo sang bằng Ctrl E là chọn hết cái logo này giống như đưa dạng đưa lại file ảnh ấy. Ctrl C là copy cái file ảnh và sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì các bạn Ctrl V. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là ngay lập tức tôi đã có một cái logo. Và tất nhiên là trong quá trình khi đưa logo xong thì tôi sẽ lật đặt sang bên này một tí và cái này thì tôi ấn vào Ctrl T. Thu nhỏ lại. Được chưa? Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí của tôi là tôi có một chữ bold này, cái chữ bold này tôi phải có một cái màu hồng hay tôi có một cái màu gì đó thì cái này nó rất là dễ dàng là bạn để muốn đổ màu cho bức tượng. Các bạn đã học được tiêu chí là giữ phím Ctrl và quay trở lại mình chọn như này. Thì có phải là bây giờ tôi có thể đổ màu được không các bạn? Alo. Alo alo. Nghe rồi. OK, thì các bạn nhìn này. Để muốn đổ màu chính xác thì người ta sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn rất là hay đó là chúng ta phóng to này và chúng ta nhìn vào cái đối tượng đó. Lúc này muốn đổ màu thì các bạn chỉ việc làm sao khóa nền. Đây là biểu tượng dành cho những bạn mới học thì hãy là dùng khóa nền đối tượng đi. Có nghĩa là khóa cái nền vách ra ngoài. Ví dụ nếu mà chúng ta không khóa nền sao? Chúng ta đổ này, al dente thì nó đổ hoàn toàn một cái màu kín mít trên cả cái layer đó. Được chưa? Nhưng nếu mà chúng ta đánh tích vào đây thì nó chỉ đổ màu vào đối tượng thôi. Còn tất cả ngoài không đối tượng nó sẽ không đổ màu nữa. Thì các bạn dùng Andenete. Các bạn có nhìn thấy logo tôi thay màu chưa? Alo. Alo, alo. Thấy rồi này. Rồi, tiếp theo này. Sau khi làm xong thì chúng ta cân nhắc từ mép của thiết kế này của chúng ta. Mép thiết kế của chúng ta là cái gì? Là từ đây này, các bạn nhìn nhé, đến đây này. Nhá, bạn lập ra một layer mới, sau đó thì tôi thu nhỏ cái đầu bút nó nhỏ lại để cho các bạn nhìn. Đấy, nó thì chính là khoảng cách từ đây đến đây. Đến từ đây cho đến đây. Cố gắng đặt bằng nhau nhá. Rồi, phần thứ hai nó có gì? Cái text này của các bạn là chính xác là logo là chữ chính và sau đó thì cái này là phụ, rồi cái này là phụ tiếp. Thì nhớ một điều rằng là khoảng cách từ logo đến text nội dung là phải xa hơn so với các dòng giữa cái text đó. Vậy trong trường hợp này thì tôi sẽ phải làm cái chữ này nó to lên. Chuột phải chọn thằng đầu tiên là nó. Giữ shift chuột phải. Nhìn thằng số 2 chọn nó nữa. Nè, chọn cả hai thằng layer này. Đó, các bạn sẽ ấn vào Ctrl T và bạn phóng to là. Ví dụ tôi quy định text như này. Rồi tiếp theo này tôi sẽ kéo này xuống thì cái này nó sẽ riêng biệt. Ok, cái này sẽ là một riêng biệt giữ ship chọn đây tôi kéo đây. Ok, tôi cầm này tôi kéo đây một tí nữa. Đấy, nội dung khác, text khác rồi, ok.
Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta quay trở về với cái inox và chúng ta chọn lựa. Tại vì thường thường khi thiết kế thời trang hay nước hoa hay cái mỹ phẩm nào đó thì thường thường người ta hay chọn một cái phông gọi là phông có chân. Và phông có chân thì nó sẽ phải như nào thì đây, xem cho các bạn một tí. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái AI của chúng ta. Và cái AI này thì các bạn sẽ bật một cái bộ phông. Bộ phông đó là bộ phông về cái thiết kế là phông chữ đẹp. Ok, và sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào phần file. Tôi chọn vào file, tôi chọn vào, tôi đã mở nó rồi nên là tôi chỉ bật lên thôi. Tôi sẽ chọn vào phông chữ làm đẹp. Và trong cái phần phông chữ làm đẹp thì nó có thuộc tính rồi thì mình chỉ cần chọn vào nó và copy tên phông thôi. Là câu chuyện của chúng ta đã xong. Đây ạ. Đấy, các bạn sẽ phóng to cho tôi nhé. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ có những cái giá trị phông, ví dụ như phông này là tôi cũng hay dùng chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn nó chẳng hạn. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, ví dụ là tôi đặt một cái phông ra này và tôi kiểm tra là phải object, tôi chọn vào type, tôi chọn vào biểu tượng là cái trên cây đó. Phông này có vẻ được nên là tôi sẽ copy tích vào đây, tích vào tên phông, nó sẽ nhìn được tên của phông. Và sau khi tên phông xong thì tôi ấn vào Ctrl A chọn hết. Đấy, chọn chọn nó này, chọn tên, Ctrl C là copy tên phông này. Và sau đó thì bạn chỉ cần chọn cho tôi thuộc tính là sang bên Photoshop. Lúc này sau khi chọn vào đây xong thì chuột phải chọn vào biểu tượng của chúng ta và chúng ta chọn vào T. Tôi copy cái tên phông vào đây. Và tất nhiên là sau khi tôi copy tên phông thì chúng ta đã có được một cái text của chúng ta, nó được nhảy. Nhưng rất là đáng tiếc là text của chúng ta nó là không phải là text cái dạng đó là gì? Dạng in hoa. Và để muốn trở thành in hoa thì các bạn nhớ cho tôi là trong text các bạn ấn vào T. Sau khi chọn T xong bạn hãy chọn vào biểu tượng là bảng điều khiển. Sau khi chọn bảng điều khiển xong thì bạn hãy chọn vào chữ TT như này, đó là trở thành in hoa. Và các bạn có thể ghi một cái biểu tượng như sau là chúng cửa hàng mới đây. Đấy, nhìn không? Về. Và sau khi tôi đã có xong cái biểu tượng này thì cái hình này có thể to quá, bạn có thể được quyền nhưng mà những cái đường nét của cái text kia nó thì không được đẹp lắm. Thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Chúng ta có thể chọn nó khác biệt được không? Ok, và chúng ta sẽ chọn sang cái số 2 và chúng ta sẽ copy tên một cái phông thứ hai chẳng hạn như này. Tôi sẽ chọn vào đây. Đó, và sau khi hoặc là các bạn có thể chọn những cái phông chữ như thế này, Ctrl C. Sau đó thì tôi chọn một cái tên phông khác là T. Đấy nên là khi chuẩn bị thiết kế thì chúng ta cứ chuẩn bị nhiều chữ thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Hàng mới về của chúng ta đây, Ctrl T và chúng ta phóng to này lên. Ok. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là có cái chữ là chữ của chúng ta là có hàng mới về chẳng hạn như thế. Còn cái chữ pole này thì tôi sẽ thu nhỏ lại, Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Ok, enter. Sau đó thì cái bắt đầu từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái phông chữ là tròn trịa trên, là phông chữ có chân sẽ đi với phông chữ không chân, bởi vì nó sẽ tạo ra một cặp tương phản giữa gì có chân và không chân. Có chân là tại sao có nhiều người có chân là cái gì, là cái này này, là cái này này, đây ạ, là cái này này. Đây là gọi là chân đấy, chân của cái chữ đấy là có chân. Còn cái phông chữ của chúng ta ở dưới là cho tách giá, những cái gì liên quan đến tách giá thì người ta sẽ làm sao ạ? Người ta phải dễ nhìn, mà dễ nhìn thì chỉ có những cái phông chữ là trơn tuột thôi, nên tôi chọn có thể là một cái UTM Avo. Ok. Và lúc này sau khi chọn xong thì các bạn có hai sự lựa chọn, là một là các bạn có thể nuôi xuống một tí được không ạ? Bắt đầu từ 150k và ok, thì cái này thì các bạn có thể chọn cho nó một cái màu, ví dụ có thể là chọn màu T và ấn vào đây lấy cái màu như thế này, hay là lấy một cái màu nó xanh hơn hay như thế nào đó tùy các bạn. Tóm lại như vậy, và sau đó thì tôi sẽ chọn quét qua, nhìn này, phông chữ tôi quét qua 150k và tôi nhấn nhá cho nó một tí, ví dụ tôi muốn nhấn đậm lên thì để cho nó khác biệt là 150k của chúng ta là như thế này được không ạ? Hai là có nhiều người trường hợp là người ta sẽ để nguyên, người ta sẽ đặt xuống đây. Được chưa? Rồi, tiếp theo cái chữ mua ngay này của các bạn tôi cũng dùng một cái phông chữ là UTM. UTM Avo. Và sau khi chọn UTM Avo xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text. Ví dụ là chúng ta có thể chọn một cái text màu nào đó để tôi để màu ghi đã.
Thì trong trong cái biểu tượng như có những trường hợp là khi các bạn làm cho những sản phẩm online thì cái nội dung mà cái CTA của chúng ta chính là cái mua ngay đấy, là chính là CTA là kêu gọi hành động. Thì cái nút kêu gọi hành động đấy dành cho web thì cái thứ yếu nhất nhá, yếu nhất cho việc thể hiện cái sự gọi là bắt mắt và kêu gọi hành động tốt nhất thì đó là gì? Nó là cái loại không có cái gì bao quanh. Loại thứ hai là loại có khung viền, loại thứ ba là có mảng màu. Đó, thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái mảng màu và cái mảng màu này nó giống như hình thức là các bạn có thể chọn vào nó. Sau khi chọn vào nó xong thì các bạn sẽ làm sao? Dùng phím Y ngắn và chúng ta chỉ màu sang đây và tôi đổ màu. Mình nhớ một điều rằng cái đối tượng này của chúng ta là một layer mới, là vùng chọn mới thì chúng ta lập lên và chúng ta đổ màu như bình thường. Và sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ phải sử dụng cái lệnh hôm trước tôi vừa chia sẻ cho bạn là để muốn cho lên trên xuống dưới một lớp thì người ta dùng lệnh gì là Ctrl hoặc buông đuôi tay trái. Và cái biểu tượng mua ngay này của các bạn sẽ phải ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Đặt vào giữa. Enter. Trong quá trình khi đặt vào đây thì tôi sẽ thấy rằng là cái màu mà nổi nhất thì dựa trên cái này. Đó là dùng cái biểu tượng là một cái mua ngay nhỉ. Rồi, phần thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có bắt đầu từ 150k thì đôi lúc là cái hàng của chúng ta là ví dụ như là mới hàng mới về thì mọi người có thể là có giải pháp là cái text này của chúng ta có thể nhỏ lại một tí nữa, ví dụ T vào đây, các chân T rồi thu nhỏ lại. Ok. Rồi, sau khi đặt xong thì tôi sẽ đã có được một cái nội dung text như bình thường như này và cái text này thì tôi sẽ thay đổi một cái nữa đó là gì? Chọn vào T. Và tôi thay đổi màu là giống như màu của đối tượng dưới để cho nó nhạt hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Chỉ đôi lúc đậm quá và đôi lúc tất cả mọi thứ là khi làm xong cũng phải nhìn nhá. Vậy thì cái phần nội dung của chúng ta chưa đẹp, chưa sâu sắc nhưng nó được gọi là ổn định. Rồi, tiếp theo cái phần bên tay phải của các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ phù hợp với cái hình thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bỏ đi. Và chúng ta sẽ bỏ những cô gái đi, bỏ chàng trai đi, bỏ cái này đi. Lý do là sao ạ? Bởi vì nó sinh ra một cái bố cục nữa cho các bạn. Đó là bố cục hình tròn. Và bố cục hình tròn thì người ta sẽ có giải pháp như sau là người ta sẽ tích vào cái vùng tròn đó mình vẽ vào đây. Đó, các bạn nhìn nhé, tôi vẽ vào đây một cái. Và trong quy trình khi vẽ hình tròn thì các bạn cũng tương tự như hình vuông thôi, là bạn vẽ theo hình elip nằm ngang, elip nằm dọc xong rồi để muốn biến hình tròn thì phải giữ shift. Giữ shift như này thì nó trở thành tròn, được không ạ? Và trong quá trình khi mà các bạn vẽ thì bạn hay gặp một cái trường hợp là vẽ ra như này nó không đúng, nó phải đẩy lên cái vùng chọn cao lên một tí hoặc là thấp xuống một tí thì chúng ta đang dùng chuột mà chúng ta buông tay ra thì chúng ta lại phải cầm chúng ta dịch chuyển lên đây, được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thì để muốn vẽ một cách chính xác và tiết kiệm về thời gian thì chúng ta phải làm một cái thao tác như sau. Đó là trong quá trình khi vẽ bạn giữ chuột cho tôi, giữ chuột và giữ phím shift vào hình tròn. Sau khi mà chọn xong thì chúng ta sẽ ấn thêm tay ngón trỏ của các bạn ấn được phím cách. Thì chúng ta có thể dịch chuyển cái vùng chọn lên trên rồi xuống dưới, sang phải rồi sang trái. Đấy, ví dụ như thế là tôi sẽ đẩy được này. Đấy, đây này nha. Đấy, các bạn nhìn ra tôi sẽ đẩy sang này. Đấy. Đấy nha. Đấy là nội dung của chúng ta có thể đẩy rất là dễ dàng. Và sau khi chọn xong đây. Ok, các bạn nhìn cái này, hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Chưa hiểu lắm thầy ơi. Nhá, nhìn này. Trong quy trình khi vẽ như này thì bạn không dịch chuyển lên trên xuống dưới được, giữ shift là hình tròn, giữ chuột để kéo to nhỏ này, nhìn chưa? Nhưng bây giờ muốn dịch chuyển lên trên thì bạn phải nhìn thấy cái phím cách là cái phím to nhất mà nằm ngang đấy thì mình ấn thêm về phím đấy nữa thì mình mới dịch chuyển lên trên và xuống dưới được. Và sau khi dịch chuyển lên trên xuống dưới được rồi, sau khi đúng cái ý đồ của bạn rồi thì bạn thấy là nó nằm đây đúng rồi thì bạn buông phím cách ra thì chúng ta lại quay trở về là phóng to thu nhỏ như bình thường. Em hiểu cái này chưa? Alo. Alo. Rồi. Ok, nhìn này tôi phóng to này, tôi thấy thấp quá tôi giữ phím cách tôi đẩy lên như này, tôi giật sang phải như này đó. Thấy chưa? Thì sau khi tôi đã có xong được cái hình này xong thì các bạn nhớ nhé, tôi có một cái vùng chọn hình tròn. Hình tròn thì các bạn nhớ là nó là đường cong đơn. Và đường cong đơn thì nó là gọi là vô địch rồi, bởi vì nó sao nó rất là mảnh khảnh, nó đúng theo ý đồ của các bạn rồi. Thì bạn có thể có nhiều cách lựa chọn lắm, ví dụ bạn tích vào đây được chưa? Lúc này chúng ta lập ra một layer mới và vẽ cho nó một cái màu màu sắc thì tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl đen là đổi màu.
phía dưới. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào căn chân D là rất lệnh vùng chọn, và lúc này thì đối tượng của chúng ta nó có thể đưa sang phải sang trái. Và cũng tập luyện như vậy thì với cách nha, vẽ vùng chọn đấy tôi sẽ lập ra M, tôi sẽ quét qua vùng chọn như này. Đấy, vẽ ra nha, to nha. Và sau khi vẽ to xong thì chúng ta giữ thêm phím cách để bắt đầu dịch chuyển vùng chọn, nó có thể lên trên này xuống dưới. Lên nhà tôi thấy được rồi, tôi kéo này, bởi vì trong một số cái bố cục hiện tại trên thị trường người ta đang hay dùng những cái biểu tượng tròn to vừa nhỏ nha. Đó. Và sau khi làm xong này thì tôi lại lập ra một layer mới, và nhớ một điều rằng cái layer mới này là background thì nó phải phía dưới, nên tôi sẽ kéo cái layer 9 xuống dưới layer 8. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta dùng lệnh là Ctrl Delete. Và sau khi Ctrl Delete xong thì tôi ấn vào số 5 thì luôn luôn nó phải có opacity, nó phải luôn luôn có sắc đổ đậm to đậm trung gian sáng. Sau đó cũng tương tự như vậy, bạn lại lập ra một layer mới. Và layer mới này tôi lại dùng vùng chọn mới, tôi đã vẽ ra. Trong quá trình khi vẽ ra tôi thấy bé quá, tôi dùng phím ra tôi kéo to này. Đấy nha, vẽ có thể là đấy, to ăn tôi lúc mà chúng ta không được, là Ctrl D rất đặt vẽ lại. Trong quá trình khi vẽ xong thì tôi sẽ giữ phím cách để tôi dịch chuyển sang phải sang trái, lên trên xuống dưới. Đó. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, và sau khi đã làm xong được cái này thì tôi lại lập ra một layer mới rồi, và tôi đổ màu như bình thường, tôi dùng lệnh Alt Delete. Và Ctrl Delete là đổ một cái dưới là một ghi cho nó trùng đi. Và lúc này thì chúng ta sẽ phóng to và chúng ta ấn vào số 3. Thì chúng ta có một sự chuyển độ, đây là một cái bố cục dạng rất là cơ bản mà các bạn có thể làm được. Và cũng tương tự như vậy thì với cái giải pháp như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, thì tôi có thể dùng cái phương pháp của tôi quét qua một cái vùng chọn như này. Và cái vùng chọn này thì tôi sẽ đặt vào đây. À, tại sao đặt vào đây? Bởi vì là lúc này tôi sẽ đặt đúng bằng, và cái mép mà khi tôi tính thì nó sẽ bằng đúng ở chiều cao của cái chữ này đưa sang nhỉ. Đó, nhìn chưa? Và sau khi chọn xong thì cái vùng chọn này, hình tròn này nó sẽ cắt vào với cái vùng chọn, với cái hình khung khung của thiết kế là cái này, nó sẽ cắt thành 2/3 chẳng hạn, thì bạn có thể tương đối thôi. Đây, bạn sau đó tôi sẽ chuột phải chọn vào tầm đối tượng, chuột phải đằng số 8 đầu tiên là cái khung đầu tiên, tôi sẽ ấn là xóa đen lên. À, cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ là chọn vào thằng số 2 là thằng ở dưới nữa, thì tôi có thể delete được không? Ok, lúc này tôi sẽ chọn vào thằng số 2, chính là thằng này, số 10, delete. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào thằng số 9 nữa, thằng ở dưới này tôi delete như này, thì có phải được không ạ? Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái khung hình được như này, và kết quả cuối cùng thì cái này tôi sẽ vẽ cái hình tròn bên trong nó. À, bạn có thể đặt lệch sang trái, đặt sang phải tùy theo tính chất của bạn. Nhưng ví dụ bạn có ý đồ thì bạn có thể làm theo ý đồ của các bạn. Nhưng mà đây, cái này tôi cũng tương tự coi như là cái hình giống như cái hình vuông vừa rồi tôi vừa làm cho bạn đấy. Tôi đặt ra một layer mới rồi. Đây, layer mới đây, đặt ra một layer mới. Và tiếp tục chúng ta đổ màu bằng hand đen này đây. Dịch chuyển bằng chuột là sang phải, sang trái, về. Sang phải, sang trái, lên trên xuống dưới để cho nó chính xác. Đôi lúc mà dịch bằng chuột. À, dịch bằng con chuột nó khó, nhưng chúng ta có thể dịch bằng mũi tên sang phải sang trái đó. Ok, nó mình hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo 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 alo, cả nhà có thấy đấy không ạ? Alo, có. Đó, các bạn nhìn vào đây, lúc này chúng ta quay trở lại vùng chọn này một tí để là tạo ra cho nó một cái khung chẳng hạn. Hoặc là nếu mình không dùng khung thì mình chỉ việc ấn vào Ctrl O thôi. Trong phần Ctrl O thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là cái hình. Chúng ta có thể chọn một cái hình như này. Ví dụ chúng ta thích cái màu xanh như vừa rồi thì chúng ta vẫn chọn như bình thường. Chúng ta ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy. Sau đó thì sang file thiết kế thì chúng ta nhớ là trước khi cho vào đâu thì mình sẽ chuột phải chọn vào đó. Được không ạ? Chuột phải chọn vào đó. Sau khi chọn vào đó xong thì tôi chọn đúng rồi. Tôi ấn vào Ctrl V thì lúc này tôi chọn vào lệnh là để cho ảnh chui vào hình. Thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G hay tương ứng với lệnh là phím Alt. Phím Alt trên bàn phím và tích vào đây. Đó. Bạn sẽ nhìn thấy mũi tên là nó sẽ ở vị trí giữa của hai cái layer cho nhau nha. Thì bạn có thể là tích vào phát đầu kênh này. Hình đã được chui vào. Và sau khi hình được chui vào thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi, thì lúc này tôi sẽ kéo xuống dưới một tí nữa.
Ok, và khi kéo xuống dưới một tí nữa thì chúng ta sẽ làm sao với cái này. Tôi sẽ kéo thu nhỏ vào đây, tôi lại thu nhỏ vào đây. Ví dụ thu nhỏ đến chừng nào mà nó trở thành chiều cao của đối tượng thì tốt nhất là như thế này. Ví dụ cái phần tay của các bạn nó không quá quan trọng thì bạn có thể thu nhỏ nha. Đây cho hình nó đủ lớn lên một tí nó sẽ đẹp hơn. Hai cái dòng vàng. Được không ạ? Rồi, sau khi đã chọn xong cái này xong thì bạn ấn Enter, chúng ta đã có xong được một cái vị trí. Được chưa? Rồi, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của chúng ta đang là nền màu ghi. Và cái nền màu ghi này của chúng ta có thể thay đổi màu được không? Ví dụ layer 10 phải nằm dưới ở layer nằm đâu nhỉ? Tôi sẽ xem là đây là layer số 10. Sẽ nằm ở dưới layer số 9 thì tôi sẽ cầm máy tôi kéo xuống layer số 9. Và cái layer này thì tôi muốn rằng nó phải mang hơi hướng màu sắc của tôi mong muốn thì tôi sẽ phải làm bằng cách nào? Tôi sẽ đổ màu bằng lệnh là and delete. Đây ạ, à, đấy thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta sẽ khóa lệnh. Nào các bạn nhìn vào đây. Nào các bạn nhìn vào đây. Lúc này chúng ta muốn thay đổi được màu đối tượng thì chúng ta sẽ phải làm sao? Khóa nền. Và sau khi khóa nền xong thì bạn dùng lệnh là Andenete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã đổ được cái màu phía dưới để nó đi theo cái màu là kéo màu từ bên tay phải sang. Và cái tiêu chí kéo màu thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn là đây, tôi sẽ vẽ cho các bạn cái đường kéo màu nó sẽ chạy đây. Tôi sẽ thu nhỏ cái này xuống. Đây, kéo màu đây. Lập ra một layer mới và kéo màu như này. Sau đó kéo xuống đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bởi vì nó sẽ kéo theo hình tam giác cho các bạn về cái tiêu chí để chúng ta kéo màu. Đó, sau khi đã kéo màu xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta lại chọn vào chuột phải về cái miếng màu ghi số 9 và tiếp tục chúng ta lại khóa nền lại và chúng ta đổ màu cho nó. Ví dụ chúng ta dùng lệnh là Andenete. Rồi, thì lúc này sau khi chọn đến đây các bạn sẽ gặp một cái vấn đề. Có nghĩa là cái đối tượng của chúng ta là không có một cái khung viền. Thì làm thế nào để có những cái khung viền như vậy thì các bạn nhớ nhìn vào đây cho tôi sẽ có những cái tiêu chí cho các bạn lựa chọn. Nào các bạn nhìn nhá. Đấy thì khi mà tích mà chúng ta chọn đúng nghĩa thì không sao nhưng không đúng nghĩa thì nó sẽ không ra được cái biểu tượng cho các bạn được. Tạm thời nó đã đến đây rồi, chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng. Nhìn không? Và cái biểu tượng này thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z là biểu tượng làm sao? Là nhân bảng. Và nhân bản thì tôi có hai cái được đối tượng đó và cái đối tượng thứ hai này thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ đổi màu cho nó đi để cho các bạn biết rằng là cái này tôi sẽ đưa cái ảnh sản phẩm vào và tôi sẽ chọn một cái thương hiệu như sau, tôi sẽ chọn một cái màu nhạt hơn và tôi đổ màu nhá. Nhìn này, tôi khóa này, tôi đổ màu am đen này. Và sau khi chọn xong này xong thì các bạn thấy là hai cái này nó bằng nhau thì ném nào để cho nhỏ hơn thì ok, tôi cứ đặt vào vị trí cũ và tôi ấn vào Ctrl tên. Và nhớ là trong cái phiên bản từ CC 2020 đến 21 đến 22 và 23 thì các bạn sẽ phải Ctrl T và giữ phím A các bạn kéo xuống nha. Đó là những phím A kéo này. Thì ngay tức cái vô hình dung là cái miếng ở dưới của chúng ta chính là làm ra một cái khung, là khung của chúng ta một là đậm, hai là nhạt. Được chưa? Và sau khi đã chọn xong cái này xong thì bạn hãy chọn cho tôi là Ctrl O. Và trong cái Ctrl O này thì các bạn sẽ nhìn thấy tại vì là khi đưa một cô gái vào thì người ta có thể tưởng tượng là cô gái này đang quảng cáo tóc. Cô gái này đang quảng cáo về son môi, cô gái này đang quảng cáo về mỹ phẩm bôi mặt trên cái gì đó, được không ạ? Thì đôi lúc cái việc đấy nó sẽ bị gặp vấn đề nha. Nên tóm lại chúng ta phải đi kèm, có nghĩa là sẽ người mẫu đi kèm với sản phẩm thì người ta sẽ biết là mình đang quảng cáo cho cái gì. Các bạn sổ xuống cho tôi và tôi đã tìm tiếp cho các bạn đấy. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta là những sản phẩm như này và tôi chọn một cái. Sau khi tôi chọn một cái sản phẩm pole xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Và tất nhiên là sau khi mà copy xong đấy thì các bạn nhớ cho tôi là bạn nên tắt đi. Bởi vì là nếu mà máy của bạn nào yếu ấy, thì bật nhiều đấy nó cũng bị nặng. Nên tóm lại tôi tắt. Tôi sẽ cái gì mà không dùng tôi tắt luôn. Ok, và tiếp theo tôi cái này không dùng nữa thì tôi cũng tắt luôn nhá. Rồi, ok. Và tiếp theo thì cái này thì tôi không dùng nữa thì tôi cũng tắt luôn. Thì nhớ nhá. Thì trước khi cho cái đối tượng này của chúng ta vào đâu, trước khi cho vào đâu thì các bạn sẽ nhớ là bạn phải chuột phải chọn vào nó và sau khi chuột phải chọn nó thì bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi thì cái ảnh nó rất to, ảnh to to khủng khiếp luôn nên bạn thu nhỏ bằng Ctrl trừ. Thì cái lệnh Ctrl trừ nó quan trọng lắm nhá, Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại.
Ok, và chúng ta phóng to bằng căn chân cộng. Và tất nhiên là đấy, như tôi đã chia sẻ cho các bạn là trong quy trình khi học thì các bạn ngày bình thường thì các bạn sẽ học trong hệ thống Facebook, còn cái ngày mà thứ ba thứ năm thì các bạn có thể vào trong 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 room để các bạn học với tôi và tôi nâng cao trình độ cho các bạn. Và tất nhiên là bài mới, không phải là bài cũ, tư liệu mới, ngành nghề mới chẳng hạn, enter này. Và sau khi chọn xong thì bạn dùng lệnh là Ctrl Alt thì tự khắc các anh sẽ chui vào, và lúc này tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Đó, các bạn nhìn nhá. Và sau khi thu nhỏ lại xong thì các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi. Đó, tôi sẽ kéo ở đây. Ok, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo, alo. Rồi, đấy rồi thầy. Rồi, tiếp theo này. Trong quy trình khi làm thì các bạn nhớ cho tôi là có những trường hợp thì mình rất mong muốn nhưng có những trường hợp là không mong muốn được. Thì tôi sẽ cho bạn xem là cái vùng chọn của chúng ta nó còn thêm một cái thuộc tính là gọi là làm mềm. Có nghĩa là nếu tôi vẽ một cái vùng chọn như này, đồng ý không ạ? Tôi lập ra một nơi mới như bình thường cho các bạn và tôi sẽ đổ màu như một đối tượng bình thường như này. Thì lúc này bạn dùng cái vùng chọn bạn quét qua một nửa, bạn ấn nút đen đen thì nó xóa đi. Nhưng cái thuộc tính mà như tôi chia sẻ cho bạn là chính là feather này. Các bạn nhìn feather gì ạ? Feather này chính là độ làm mềm. Nếu tôi chọn là 30% như này, tôi ấn enter nha. Nhìn chưa? Thì các bạn nhớ cho tôi là sau khi tôi đánh xong tôi ấn là đen lên đen như này. Thì nhớ nhá, nhìn này, căn chân đen. Cái này là làm mềm, sau vùng chọn tôi sẽ chọn lên tôi vẽ vào đây. Thì cái vùng chọn tôi có mà mềm tôi sẽ vẽ nhỉ? Xóa đi. Đấy thì nó sẽ mềm nhỉ. Hoặc các bạn sẽ dùng thường xuyên cái lệnh như sau là sau khi vẽ vùng chọn xong, bạn muốn xóa mà nó mềm theo độ vùng chọn thì bạn sẽ phải làm thao tác như sau. Ví dụ tất cả này tôi sẽ để về không nhé. Đó, không là cơ bản ban đầu. Tôi vẽ một vùng chọn này. Tôi xóa như này, ấn đen ke thì nó cứng. Nhưng mà trước khi xóa thì tôi sẽ phải làm thao tác là chuột phải. Chọn vào feather chính là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Có nghĩa là vẽ trước rồi, bây giờ làm mềm sau. Feather là làm mềm vùng chọn. Alo, cả lớp mình cái xem cái phần làm mềm vùng chọn này chưa? Alo. Nhờ đang xem. Rồi, tiếp theo nhá, feather là độ làm mềm này. Hay tương ứng với lệnh gì? Select, chọn vào modify và chọn vào gì? Shift F6 làm mềm vùng chọn. Được chưa? Rồi, bạn tích vào đây cho tôi một cái thì bạn đánh thông số là 30 thì bạn xóa nhà thì nó sẽ làm mềm vùng chọn cho các bạn. Đồng ý chưa? Ok. Vậy thì với cách như thế thì người ta có thể xây dựng một cái nền tảng như sau là nếu tôi dùng cái hình tròn xong. Đây ạ. Bắt đầu tôi sẽ dùng cái biểu tượng này tôi chọn chuột phải vào cái này. Nếu tôi nhân bản cái chỗ này thành 2 được không ạ? Nào mà nhân bản làm 2, giữ phím an và tôi sẽ kéo cho bạn tôi nhân bản làm 2 cho bạn dễ nhìn. Với cái phiên bản này tôi sẽ chọn một cái khóa nền để tôi một đổ một cái màu nó sáng hơn so với cái màu cũ là background này. Thì tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn và tôi chọn đầu tiên là chọn màu giống nó đã, sau đó thì tôi mới điều chỉnh vùng chọn nó lên trên một tí. Đấy, ok. Các bạn nhìn này chưa? Và tôi đổ màu bằng lệnh là an đen hay đen. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái hình này và hình này nó chênh màu nhau không ạ? Alo? Có rồi. Thấy chưa? Rồi, nó chênh màu nhau thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M chúng ta quét qua phần phía trên. Sau đó tôi dùng công cụ là Shift F6 là làm mềm vùng chọn và tôi ấn Enter. Thì lúc này tôi xóa như này thì các bạn có thấy nó sẽ mờ phần phía trên chưa? Alo? Rồi này. Rồi cũng tương tự như vậy tôi lại quét qua phần phía dưới và tôi lại làm mờ bằng gì ạ? Shift F6. Tôi đặt là 30% và tôi ấn vào xóa bình thường. Đấy các bạn có nhìn thấy tôi xóa chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy xóa chưa? Rồi vậy thì sau khi xóa xong thì bạn sẽ đặt hai cái này 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 với nhau thì các bạn sẽ thấy là cái khung viền này của chúng tôi là có đậm này, chuyển đến sáng dần này. Các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Có thầy. Ok. Rồi, tiếp theo nhá, đây là một giải pháp. Giải pháp thứ hai là cái khung viền này các bạn có thể cho một cái chất liệu là chất liệu bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng giống như cái vỏ vỏ hộp của cái phone này đấy thì các bạn có thể ấn vào Ctrl. Và tất nhiên là chất liệu bằng vàng, bạc, đồng đấy thì chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta có thể chọn vào phần đó là Photoshop. À, rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là cái AG. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đây và ở đây thì tôi đã có một cái biểu tượng lên cái thuộc tính của chúng ta nó có bằng vàng, bằng bạc đây, giày nam đây. Các bạn nhìn thấy cái này bằng vàng chưa?
Với cái ảnh bằng vàng như này thì các bạn có thể ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và sang file thiết kế này, thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chuột thoại thẳng trực tiếp vào đây. Tôi sẽ cho chui vào cái khung ở chỗ này bằng cách là tôi chọn ấn Ctrl V. Thì lúc này cái khung này nó dưới lớp ảnh nhưng lại trên cái lớp gì? Cái màu này. Thì chúng ta chỉ việc làm mỗi cái thao tác thôi, đó là gì? Thu nhỏ lại cái này đã, Ctrl T. Và tôi sẽ thu nhỏ phóng to nhỉ. Đấy, làm chúng ta sẽ phải kỹ, làm một cái sản phẩm mà chúng ta không kỹ chi tiết từng tí một để sau này chúng ta lấy được cái bản năng luôn luôn trang trí và làm cho sản phẩm chúng ta đẹp hơn ấy, thì chúng ta sẽ tốt hơn nữa. Nhìn này nào, sau khi đứng đây thì tôi chọn vào lệnh là Ctrl G thì các bạn sẽ chui vào khung thì nó sẽ có biểu tượng giống như kim loại. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Okay. Rồi cái này vậy thì cho kim loại vào đấy thì có thể cho chui vào được cái khung này không? Alo. À đấy được. Thì cái được đấy thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào thì đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lệnh mới nha, hoặc là một cái lệnh cũ hay một cái nào đó thì này, nhìn này. À, trước khi là vào điều đó thì bây giờ tôi sẽ xử lý đến một cái khung, thì cái khung như tôi đã chia sẻ cho các bạn đó là tôi vẽ một cái vùng tròn đúng không? Cái đoạn này đáng nhẽ phải tính toán trước thì mới làm này. À, chúng ta sẽ dùng một cái vùng tròn đây ạ. À, chúng ta sẽ dùng cái vùng tròn như này, quay trở lại vùng tròn của cô gái được chưa nào. Đây khung, đây khung của cô gái chui vào đây, chúng ta giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng tròn của cái khung cô gái đó. Sau khi chọn vào vùng chọn xong thì các bạn sẽ chọn một cái lệnh như sau là Select và chúng ta chọn vào Modify, và chúng ta có hai cái lệnh rất là quan trọng đó là Contract đây và Expand đây. Đây là hai cái lệnh rất quan trọng, có nghĩa là làm cho cái vùng chọn của chúng ta to ra hoặc là nhỏ đi nhưng là đồng dạng nhá. Là tích vào đây cho tôi. Ví dụ tôi chọn X3 này, tôi chọn số 6 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn tôi to ra. Các bạn có nhìn thấy to ra chưa? Alo, nó mình có nhìn thấy phần to ra của tôi không ạ? Đó thầy ơi. Ok, và sau khi to ra xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái expand là to ra và contract thế là nhỏ lại, thì tôi sẽ lập ra một cái layer mới cho các bạn. Và cái layer mới này nó phải nằm trên cái thằng nào? Thì tôi cho nó nằm trên cái layer 9 để nó nằm ở dưới cô gái thôi. Layer 9 lập ra một layer mới. Và tất nhiên là cái layer này thì tôi sẽ đổ tạo một cái màu nào đó, ví dụ tôi chọn một cái màu trắng chẳng hạn. Ok. À, sau khi đã chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta đã có rồi, thì bây giờ đấy nhá, bạn thấy không, có cái khung viền màu trắng này đó để cho nó nổi bật. À, sau khi đã có khung viền màu trắng xong thì bạn sẽ làm sao? À, chúng ta sẽ hoặc là chọn một cái màu nào khác, thì đây nhá, thì tại vì là cái khung của chúng ta là màu trắng, tôi sẽ đổ tạo một cái màu hoặc màu màu khác đi để cho các bạn dễ nhìn. Tôi sẽ đổ một cái màu xanh dương như này đi đó. Đó. Sau khi đã có xanh dương xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu là Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và tôi chọn vào vị trí này. Đấy, Ctrl V. Chỉ trên cái khung màu xanh đấy thôi. Sau đó để chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G thì nó chui vào. Đấy, cái hình này của chúng ta thì chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn đấy, nó cũng có khung viền giống hệt như bên ngoài. Và trong quá trình khi Ctrl T thì bạn có thể đảo chiều cả của cái miếng vàng này của các bạn được, nhìn thấy chưa? Miếng vàng này của các bạn là có thể như này, có thể sang phải sang trái như nào đó đấy để cho nó lấp lánh, chỗ nào đẹp nhất thì bạn sẽ dùng. Được rồi, tiếp theo đến phần thứ hai nữa là bạn sẽ phải sau khi làm xong khung rồi, bạn muốn nhấn nhá một cái khung thì làm một cách nào? Thì vừa rồi chúng ta vừa học được cái vùng chọn làm mềm, vùng chọn làm mềm. Rồi vậy vùng chọn làm mềm như thế nào thì đây tôi sẽ cho các bạn xem là cái khung của cô gái này, là tôi sẽ quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Ok, lớp mình có nhìn thấy đây cô gái này nhá. Bạn làm sao phải chọn xác định được cái này, cái khung nó nằm đâu, thì nhớ là phải chuột phải vào chỗ cô gái. Thì các bạn có thấy rằng là trong cái bài đầu tiên tôi dạy cho bạn là cứ layer đầu tiên chính là nó, nhưng chính vì cô gái chui vào một cái thằng ở dưới nó nên chắc chắn layer 8 chính là layer của cái khung. Nhìn thấy chưa? Alo, lớp mình có nhìn thấy cái đoạn này không nhỉ? Đang nhìn thấy. Đấy. À, và chúng ta về nhà mà chúng ta phải học kỹ cái phần phần bài 1, bài 2. Sau đó thì đến phần này thì chúng ta mới thấy được cái này quan trọng này. Layer 12 là cô gái rồi. Phải layer chui xuống dưới. Cái layer 8 thì chắc chắn đây này. 12 chui 18. Đây, ấn 18. Thì cái này là khung thì tôi giữ phím Ctrl, tôi tích vào đây. Quay trở lại vùng chọn.
Và sau khi có vùng chọn xong thì tôi sẽ lập ra một name mới. Cái name mới này tôi sẽ lập ra như này. À, name mới thì tôi lập trên cùng luôn. Được chưa? Nhớ là phải trên cùng, nó có tách biệt đi. Và sau đó thì tôi sẽ đổi cho nó một cái màu. Các bạn có thể chọn một cái màu như sau. Ví dụ tôi dùng phím tôi chọn vào đây. Chọn đúng cái màu ghi này, nhưng mà cái màu ghi này thì nó hơi hơi bị sáng và trùng với cái màu nền của cái này, thì tôi sẽ kéo xuống một tí để cho nó đậm hơn. Tôi kéo xuống một tí nha. Đó, đậm hơn rồi. Và sau khi đậm hơn xong này tôi đổ màu cho các bạn xem bằng lạnh là an đen đen đen, thì các bạn sẽ thấy nó phủ kín trên bề mặt đó. Alo, cả cả lớp mình có nhìn thấy nó bị phủ trên bề mặt không ạ? Rồi thì lúc này chúng ta sẽ có một giải pháp là tôi sẽ dùng vùng chọn M rồi. Tôi dịch chuyển cái vùng chọn sang phải. Đấy, các bạn có nhìn thấy tôi dịch chuyển sang phải không? Alo. Có này. Nếu tôi dùng phương pháp là xóa luôn bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khung màu ghi đậm hơn, nhưng nó rất là cứng, đúng không các bạn? Các bạn nhìn thấy cứng chưa? Có. Đó, vậy thì để muốn tạo ra mềm thì vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn cái chiêu thức là Shift F6 là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi đặt là khoảng 20 hoặc 10 gì đấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn là 15 Enter. Thì các bạn nhìn này, sau khi chọn 15 Enter xong thì tôi chỉ cần ấn đen 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 thôi, thì cái khung của chúng ta nó sẽ chuyển êm này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó không bị cứng nữa. Đen 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 thêm một lần nữa. Thì lúc này cái khung của tôi nó có chiều sâu. Các bạn nhìn chưa? Nó có chiều sâu giống như là đứng bên trong của cái khung ấy. Alo, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi. Ok, cũng tương tự như vậy thì tôi có thể tạo một cái khung cho cái sản phẩm của tôi có được không ạ? Thì bây giờ các bạn nhìn này, cái khung này nó chui vào đâu? Nó chui vào đâu? Chuột phải 14 hay là 11? Nào, theo các bạn thì cái chọn cái khung của cái thằng hình tròn này nó vào đâu ạ? Chuột phải. Vào vị trí của nó. Nào, các bạn bảo là cái khung nó là cái layer số 14 hay là 11 hay là 15? Nào. Alo. Không, nó là 11 đi. Ok, là 11. Rồi, bây giờ tôi sẽ giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn của 11. Đấy, lập ra. Và lúc này tôi quay trở lại vùng chọn rồi thì tôi sẽ lập ra một name mới trên cùng luôn. Tôi không liên quan đến nó nữa. Và lúc này cái khung này tôi sẽ đổ một cái màu tên là trắng. Hoặc là các bạn có thể là chọn một cái khung trắng tinh, đổ màu bằng an đen 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 thì các bạn sẽ thấy biến mất. Lúc này chúng ta có một giải pháp là dùng cái công cụ M và chúng ta dịch chuyển sang phải. Sau khi dịch chuyển sang phải xong thì tôi sẽ dùng cái thao tác là dùng Shift F6 là làm mình vùng chọn sau khi vẽ, và tôi đặt là khoảng 5. Và lúc này bạn được quyền ấn nút đen te thì các bạn nhìn ấn đen te chưa? Thì lúc này cái bên tay trái của chúng ta nó sẽ hơi bắt sáng một tí. Nhìn này, V cho các bạn xem. Các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Đó rồi, nó vừa Ok, sáng. nhìn chưa? Đó, thế là tự nhiên mình tạo ra một cái vệt sáng như vậy. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy. Bây giờ thì chúng ta đến cái phần là cái nút này. Cái nút này giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là gì? Ở đây nó sẽ có thuộc tính là chúng ta sẽ nhân bản làm hai. Được không ạ? Nhân bản làm hai. À, sau khi nhân bản làm hai thì tôi lại đổ màu một cái layer mới cho các bạn, lập ra một layer mới. Và sau khi name mới xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ làm sao ạ? À, quên mất. Copy nó sang rồi thì tôi chỉ việc khóa nền thôi. Khóa nền lúc này thì tôi sẽ đổ cho nó một cái màu gọi là màu nó sáng hơn so với màu cũ. Đây, an đen đây. Thì sau đó thì sau khi chọn xong thì bắt đầu tôi sẽ chơi công câu chuyện của việc xóa. Thì xóa này tôi sẽ xóa phần ở giữa. Được chưa? Hoặc là xóa phần ở đây. Tùy ý các bạn từ trên đây. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ là xóa ở giữa nhé. Xóa ở giữa thì nó sẽ như thế này. Tôi dùng công cụ là Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ, và tôi đặt là số 5. Và lúc này các bạn ấn nút Delete, các bạn có thấy nó sẽ bị thủng ở phần giữa không ạ? Alo. Rồi. Và lúc này sau khi đã có này xong thì bạn sẽ đặt đè hai cái này vào nhau, thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng khung ở dưới của tôi có khối không? Rồi. À, nó sẽ nói được tính đồng bộ của cái vấn đề bên tay trái của các bạn. Đó là cái này nó bóng bẩy như này thì mình có thể làm được như vậy. Được chưa? Rồi đến cái khung này thì mình cũng có thể làm được cái điều đó luôn. Ví dụ chúng ta cũng lập ra một layer mới. Layer mới của chúng ta là cái gì? Ví dụ cái này là tôi đặt nên là 50% nó sẽ được như này. Được chưa? Hay là chúng ta sẽ cho nó đậm xuống như này đến tùy các bạn nhé.
Bạn có thể làm được điều đấy như bình thường. Rồi, bây giờ thì đến căn số no của chúng ta. À, trong cái phần căn số no này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đến một cái yếu tố mà chúng ta sẽ hay gặp trong trường hợp mà chúng ta đi kiếm ở trên mạng. À, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là OK, chúng ta sẽ có một cái bài một. Đâu rồi? Chúng ta có một cái bài một. Đây. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có rất nhiều những thể loại background, và các background thì các bạn đã quen rồi, chúng ta có thể chọn là bông hoa hồng hay cái dải lụa hay là cái gì đó tùy theo tính chất của các bạn. Đây. Và ví dụ như là trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn một cái background rất là quen thuộc với chúng ta thì chúng ta chọn cái này. Còn nếu không thì chúng ta chọn background hoa hồng, nhưng hoa hồng nó phải có độ trầm nhá. Nào, tôi sẽ chọn vào đây. À, sau khi chọn xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl A chọn hết. Ctrl C là copy và sang file thiết kế của các bạn, thì nhớ là nó vào đâu, nền trắng này các bạn nhìn chưa? Chuột phải chọn vào vị trí đấy. Đây, vị trí đây. Đúng với background tôi ấn vào Ctrl V luôn. Thì khi đưa vào Ctrl V thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau là lúc này cái tông màu của chúng ta có độ trầm nó xuống dưới rồi, nhưng lại gặp một cái vấn đề là sẽ không nhìn rõ một số chỗ, ví dụ chữ của chúng ta. Đấy các bạn nhìn nhé, đặt sang ngoài này chữ gặp vấn đề ngay. Tôi kéo xuống nhà cho các bạn xem. Sau đó thì tôi sẽ đẩy cái này lên. Được chưa? Rồi. Nếu tôi đặt như này tôi ấn Enter thì có được không các bạn? Alo. Alo. Nó không được có thể. Ở đấy thì các bạn có thấy không ạ? Nên là tại sao lại dùng gradient hoặc là dùng cái nền mà chuyển sắc hoặc là dùng nền ảnh thì cái đấy bạn phải rất là cẩn thận. Lúc này chúng ta dùng một cái giải pháp như sau là tôi sẽ chọn một đối tượng text của tôi, hoặc là cái background này không phải chính này nữa mà tôi phải kéo to ra. Các bạn biết kéo to ra để làm gì không ạ? Alo. Cảm ơn mình ơi. To để cho nó ra cái màu nó nhạt hơn đấy. Không, to ra để làm gì? Các bạn có nhìn thấy phần dưới chân này nó là chính là phần không có ảnh hưởng gì không ạ? Nên tôi sẽ để những cái phần lấp lánh ở phần phía dưới. Còn cái màu mà gần như bệt ở phía trên và rất là rõ và đậm ở phía trên thì thường thường nó sẽ nhìn thấy cái logo chưa? Các bạn nhìn thấy cái logo chưa? Rồi. Vậy thì có nghĩa là logo chúng ta đã hoàn thành rồi. Vậy thì nếu mà chúng ta kéo to lên này thì có phải màu xanh nó sẽ lấn chiếm tiếp không ạ? Alo? Đúng chưa? Nhưng bạn là cái đoạn này đẹp rồi nhưng mà em không muốn là kéo to nữa đâu thì có được không ạ? Thì đây các bạn nhìn này, tôi sẽ thu nhỏ như này được không ạ? Và tôi sẽ kéo này xuống dưới như này. Xuống dưới như này là độ đậm nó sẽ nằm trong khu vực đậm, nó để diện tích của cả cái chữ hàng mới về và bắt đầu từ 150 được chưa em? Nào. Rồi em tới nhá. Đây là tôi dạy cho các bạn về cả cái cách xử lý nữa khi gặp. Chứ có nhiều người này đưa cho mỗi cái ảnh mà nó thấy nhưng mà cái ảnh này nó không phù hợp, em làm mà nó như thế thì em chịu. Em phải cần một cái ảnh nó to hơn, vậy thì phải tự mà biến biến đổi chứ đúng không? OK thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi ấn Enter này. Các bạn có đồng ý với tôi là cái miếng màu phía trên nó đậm không? Thì tất nhiên là dùng phím Y ngắn và chọn luôn cho tôi một cái màu. Được không? Chọn đúng cái màu đậm đấy. Tôi lập ra một nơi mới trên background và tôi dùng cái công cụ là M và tôi quét qua vùng chọn như thế này. Được không? Tôi quét qua đến chữ qua cái chữ logo luôn. Và sau khi tôi quét qua như này thì tôi được quyền làm sao? Đầu tiên tôi sẽ là đổ màu bằng lệnh là Alt Del Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu, cái hình này của chúng ta bị cứng không các bạn? Alo. Có thể Thì lúc này chúng ta mới xử lý một cái công đoạn đó là tôi sẽ dùng cái công cụ M, tôi quét qua vị trí này nó gần bằng cái giá trị của chữ Pole, gần hết chữ Pole tôi quét vào đây. Và tất nhiên là nếu mà tôi ấn nút Del Delete thì có phải nó xóa cái hình đấy, nó ngắn đi không ạ? Đấy, Ctrl D đấy. Nhá, nó sẽ ngắn lên như này. Nhưng nó lại giống như là nó vẫn bị vệt nhá. OK, vậy thì chúng ta học cái gì rồi? Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Nhưng cái này nó quan trọng Shift F6. Tôi sẽ đặt lá 30%. Và sau khi 30% thì tôi ấn xóa thì thôi. Các bạn có thấy rằng Ctrl D này có thấy mềm và nền không ạ? Alo. chuyển gần tương đồng với Ở nhau. đấy, vậy thì chúng ta phải xử lý chứ. Chúng ta có một cái background mà chúng ta không đi xử lý thì chúng ta làm kiểu gì? Đúng không? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi thầy. OK, tiếp theo này.
Tiếp theo này, chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp là trước khi tôi chọn 30 tôi thấy chưa ổn lắm, tôi dùng Shift F6 thêm lần nữa, tôi có thể tăng lên 40. Và tôi được quyền xóa lại thứ hai để cho nó êm hơn, à 40 hơi to. Tôi lại dùng công cần cho xét lại Shift F6. Tôi chọn là 30 thôi. Và tôi xóa nhỉ. Và xóa này bị vết thì tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo nó xuống dưới một tí nữa. Và tôi dùng lệnh can chân T và có thể là đưa đối tượng này lên phía trên giữa ship kéo nhỉ. Đấy thì nhận vẫn bị vệt đấy thì ok thì tôi sẽ vậy thì xóa này có bị động không vậy nếu mà rơi trường hợp xóa bị động như này thì chúng ta có một giải pháp là chúng ta cho cả cái này xuống dưới cái background xuống dưới nó ảnh này được không can chuông ngọc ngón tay trái thì nó bị vệt ở phía trên. Lúc này tôi sẽ dùng cái công cụ M này, tôi sẽ quét qua phần phía trên và tôi được quyền xóa 40. Thường thường là background là màu đậm và tôi xóa như này tôi sẽ chủ động hơn. Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ 40. Và lúc này bạn ấn đen lên thì các bạn nhìn thấy nhỉ? Được chưa? Tất nhiên nó còn một cái background màu trắng nữa nhưng mà đấy là cách xử lý, còn bình thường thì chúng ta xử lý đến đây là được rồi nha. Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là gì? Sau khi xử lý đến đây xong thì cái chữ pole này của các bạn tôi sẽ phải nhân bản lên hai loại. À, logo nó có những trường hợp đặc biệt như sau là một là không thay đổi màu đúng không? Nhưng trường hợp thứ hai là tôi có thể là biểu tượng là tôi ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z là nhân bản thành hai logo. Và logo lúc này thì tôi sẽ chọn cái phương pháp là dùng công cụ M và tôi quét qua phần phía dưới. Giữ Shift tôi quét qua phần phía trên này tôi sẽ chọn cả trên và dưới luôn. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi dùng công cụ Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ. Hoặc là bạn có thể quét qua phần phía giữa tùy theo từng trường hợp vườn màu của các bạn được chưa? Đây ạ. À, sau khi vườn màu xong thì các bạn nhớ một điều rằng dùng công cụ Shift F6 và chúng ta sẽ chọn vào giá trị là rơi tầm khoảng 5 thôi, tại vì cái đối tượng của chúng ta bé thì chúng ta không thể làm mềm lớn được, nên là các bạn lưu ý cho tôi việc này. 5 Enter và sau đó thì tôi xóa đi đen 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 thì cái chữ của chúng ta mất dần, xóa lần thứ hai mất dần. Nếu trong trường hợp xóa một lần mà chưa thấy được đẹp lắm thì chúng ta chọn vào lần thứ hai một Shift F6 lần thứ hai và chúng ta tăng lên giá trị là số 8, Enter và xóa nha. Đấy, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Rồi À, này. với cái hình này thì các bạn chỉ cần khóa cái nền lại cho tôi một tí và hãy chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn màu của cái logo. Đấy, màu này màu đấy, màu này là màu sáng hơn nó đấy. Và tất nhiên tôi đổ màu bằng lệnh là am đen đen đen. Với hai cái hình này chúng ta sẽ xếp lại với nhau thì chúng ta sẽ có được một cái logo mới. Và logo mới thì tôi có một cái giá trị đó là gì? Nó có sự chuyển sắc màu, trông nó sẽ bắt mắt hơn và nó đặt nổi trên nền đó. Và tiếp theo cái chữ này thì tôi sẽ chơi một cái tông màu như sau, 1T. Bạn hãy chọn cho tôi một cái màu và màu này thì bạn có thể lấy tông màu hồng từ sản phẩm của các bạn lên được chưa? Ok, các bạn có nhìn thấy không ạ? Có Alo, này ơi. rồi tiếp theo cái phần là 150k này, các bạn nhìn chưa? Thì cái 150k này bạn có thể chọn một T và bạn cũng chọn một cái tông màu hồng như thế luôn được không ạ? Người ta đủ nhìn được không ạ? Ok. À, trong trường hợp mà khi mà chúng ta không đủ nhìn được thì các bạn có thể xử lý bằng cách như sau là các bạn có thể chuột phải chọn vào chính cái 150k này, giữ phím man và copy ra một cái 150k mới. Đây là tôi làm cho các bạn thì tôi giữ phím man tôi kéo ra chứ bình thường tôi ấn vào Ctrl Z nhá. Các bạn hiểu cái Ctrl Z chưa? Như vậy là kéo ra như này để cho các bạn biết thôi. Và khi tôi chọn vào đây thì cái màu chữ thì tôi sẽ chọn vào T. Tôi sẽ chọn một cái màu nó tương đồng giống như cái màu background ở chỗ dưới nền của đối tượng này nó đang nằm trên, tôi sẽ tích vào đây. Nhưng hai màu này đang giống nhau thì tôi sẽ chọn một cái màu đậm hơn. Ok, các bạn nhìn thấy màu đậm hơn chưa? Alo. Rồi. Thì lúc này các bạn sẽ có một cái lệnh là tôi sẽ làm một cái bóng để nó tạo giống như là cái chân của cái bóng của cái chữ đấy để nó cho nó đậm hơn. Để tí tôi đặt dưới là bắt đầu từ 150k thì các bạn nhớ nhá, để muốn làm nhòe làm bóng của đối tượng thì các bạn sẽ phải có một cái tư duy như sau. Làm nhà làm bóng ở đâu, ở chỗ nào đấy, nó chỉ là cái thủ pháp thôi, còn cái vấn đề về liên quan đến nguyên lý về bố cục và tư duy thì chúng ta sẽ đặt nha. Chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ ám sáng. Nó yêu cầu là phải convert bởi vì lý do là cái đối tượng này của chúng ta là chữ, chúng ta không thể dùng bóng trực tiếp được thì bạn nhìn này ấn vào đây raster là biến chữ trở thành đối tượng thường và các bạn sẽ thấy là cái đối tượng này nhòe rồi, nhìn nhá và ấn ok đấy nhòe chưa. Và lúc này thì các bạn sẽ đặt thẳng trực tiếp vào vị trí này
và cho nó xuống dưới một lớp bằng kem chống ngọt bằng với tay trái bật nha. Đó, các bạn có nhìn thấy nổi hơn chưa nha, trước này sau trước sau, ok nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo Yeah. cũng tương tự như vậy thì các bạn có nhìn thấy cái nút này của chúng ta nó không được đẹp lắm bởi vì lý do các bạn có thấy không, lý do của chúng ta là ở chỗ này, này. Đây, nút của chúng ta đây nó lại rất cứng, vậy thì chúng ta có một cái nút của chúng ta nó có hình tròn. Ok, vậy thì ít nhất khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn nhớ là cái đây là cái hình vuông, nhưng có những lúc thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hình đấy là hình bằng cái gì thì đây. Các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, để muốn cho nó đơn giản hơn chúng ta dùng một cái giải pháp là dùng cái như sau. Các bạn sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua nha. Sau khi quét qua xong thì các bạn nên để ý cho tôi một tí là tôi lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ một cái màu mới cho các bạn. Thì ví dụ cái này màu sáng, tôi sẽ dùng phím An đổi lên màu này. Sau khi đổ xong các bạn sẽ dùng lệnh như sau là Ctrl T, thì đây là thuộc tính biến đổi về hình. Các bạn có thể giữ phím Ctrl và điều chỉnh từ từng góc, nhìn chưa? Và trong quá trình khi điều chỉnh bằng góc thì phải nhớ giữ shift nhé, giữ shift là Ctrl shift như này, kéo kéo này thì nó sẽ thẳng hàng, nó không bị lệch lên này lệch như này. Đấy, Ctrl shift, thấy chưa, là điều chỉnh, giữ Ctrl là điều chỉnh từng góc. Được một thằng rồi, tôi giữ phím An, tôi kéo xuống đây và tôi có hai thằng giữ phím An là copy. Và tất nhiên là trong quy trình khi copy xong tôi sẽ ấn, và lúc này tôi có hai đối tượng, và đối tượng này tôi ấn vào Ctrl T thì nó có một cái giải pháp cho các bạn là chuột phải chọn là fit horizon này, vertical là đối xứng này, độ từ trên xuống dưới này, thì các bạn có đồng ý với tôi là hai cái này đối xứng nhau không? Rồi. Alo. Rồi sau khi đã đối xứng nhau thì tôi sẽ chọn cả đối tượng 1 và đối tượng 2, tôi ép lại với nhau bằng Ctrl E, nhìn thấy Ctrl E chưa? Rồi sau khi đã có Ctrl E xong thì tôi lại tiếp tục, tôi lại giữ phím gì M, tôi xóa một đoạn đi nha. Tiếp tục thì bây giờ thì tôi sẽ làm sao ạ? Tôi chuột phải vào vị trí, tôi giữ phím Alt, tôi copy sang bên này. Và cái này thì các bạn sẽ phải luyện một cái lệnh đó là Ctrl T lại tiếp tục chuột phải là chọn vào Horizon là đối tượng nằm dọc, ấn vào đây thì các bạn có thấy là đối xứng nhau mà. Rồi. Ok, và đối xứng nhau thì các bạn có nên ép hai cái này thành một không các bạn? Đó. Đấy, sao không bằng Ctrl E? Và tất nhiên là khi đặt vào đây thì có phải nó sẽ mang hơi hướng của như thế này không ạ? Trông nó đỡ bị thô hơn, bớt bớt thô đi so với hình vuông của các bạn. Đấy, ví dụ như thế. Và cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng này tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Các bạn nhìn đây, tôi vẽ một cái vùng chọn. Đấy nhá, vùng chọn hình tròn này, tôi vẽ một cái hình ellipse như này. Để chọn. Theo thông lệ bình thường thì cứ lập ra một layer mới và đổ màu thì có phải nó sẽ làm sao? Nó như này không các bạn? Nó bị Yeah. cứng không? Nhưng trước khi đổ màu tôi có thể làm mềm vùng chọn là chuột phải chọn vào với feather hoặc là chọn vào select chọn vào shift F6 đúng không? Alo. Yeah. Thầy làm đấy, thầy đang xem. Ok, đấy nhất có nghĩa là đấy làm đâu là phải lạnh, phải nhắc lại cái lệnh mà vừa rồi làm mềm ấy, nó không phải chỉ làm một chỗ đâu mà nó làm phải kỹ nha. Ok, tôi đã chọn vào số 8 chẳng hạn, ấn nhỉ. Và lúc này tôi sẽ chọn màu sáng hơn cái background, tôi sẽ chọn như này. Và đổ màu thôi bằng lệnh là an đen này nè. Cả lớp mình có nhìn thấy cái phần này của tôi không ạ? V. Có rồi, Nó đang sáng xem hơn, này. ok. Và lúc này thì chúng ta dùng một giải pháp là dùng cái công cụ M. Quét qua một nửa phần phía trên. Tôi xóa đi được không các bạn? Xóa nhá, đen là đen, xóa phía trên này, nó chỉ còn muốn cái này thôi này. Có nhìn cái này không ạ? Yeah. Cái này đập vào đây này. Đấy nhá. Còn nếu mà bạn muốn cho nó sáng hơn nữa thì tôi sẽ làm lại này. Vẽ một cái vùng chọn Ellipse quét qua. Shift F6 làm mềm vùng chọn, sau khi vẽ tôi đặt là 12 Enter. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái màu tên là trắng. Đổ màu bằng lệnh An đen đen. Đấy chưa? À sợ quên mất, sau khi trước khi đổ màu thì chúng ta phải lập ra một layer mới đấy, dính ngay. Rồi đổ màu Ctrl D. Rồi sau khi chọn xong này thì các bạn sẽ dùng cái công cụ chọn M và chúng ta quét qua phần phía trên và chúng ta chơi chọn là chúng ta xóa. Thì cái hình này của các bạn đặt vào đây này, nó có sự bắt sáng này, nhìn thấy chưa? Alo, nhìn Rồi. nha, bắt sáng này, cho mình kéo vào đây.
Nhớ là để muốn kéo vào đây thì các bạn muốn cho nó đẹp hơn thì bạn sẽ dịch chuyển bằng tay xuống một ly. Nhìn thấy cái này chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi có cái này đâu, tôi giữ phím an, tôi kéo cái này xuống này và tôi lại đảo chiều ngược lên bằng can chun tê. Chuột phải, fit horizon, lại đảo ngược lên nhá. Và cũng tương tự như vậy, lệch như trên một tí. Giữ shift là thay đổi từng cạnh, an shift là gì đấy, nhìn thấy chưa? Nó có thể dùng an như này đâu ạ. Shift này. Đó, sẽ là cho nó ngắn lại bên trong enter. Và sau khi mà đấy các bạn nhìn này, giữ shift nhé, an này, kéo vào đây. Và sau khi làm xong thì bạn sẽ làm sao tích vào chữ V giúp tôi là đã đồng ý. Thì lúc này tôi có một cái nút chữ nha. Và cái chữ mua ngay thì cũng tương tự như vậy, tôi lại dùng chuột phải chọn vào chữ mua ngay cho nên trên tất cả bằng can chôn ship vào khuôn tôi phải. Và cái nút này có cần dùng bóng không các bạn? Alo, Cái màu vàng đây với cái màu trắng ấy, nó tương phản quá rồi, nhìn nó không có đẹp tương đấy. phản nó sẽ không rõ đúng không? Nhưng Thấy mà nó đôi lúc khách hàng này bảo là nhất định là phải dùng cái màu này thì sao, thì chúng ta phải giữ phím A, chúng ta lại copy là một phiên bản, và cái phiên bản này tôi lại dùng phím Y ngắn và tôi lại chọn vào giữa màu này T này, chọn vào đúng cái màu của nó là màu này, và tôi sẽ giảm độ này xuống dưới 1 độ 2 độ để nó tối hơn. Nhìn thấy tối hơn chưa? rồi. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào biểu tượng là chuột phải vào layer đó và chọn vào raster right tile là biến chữ trở thành đối tượng thường. Bởi vì khi trở thành đối tượng thường thì cái chữ của chúng ta mới làm được cái công cụ là hiệu ứng là filter blur, làm nhòe ra giống bóng phía trên 150 kìa. Đó, đối tượng thường rồi. Thì bây giờ lại chọn vào filter. Đây là giải pháp nhé. Còn cái vấn đề đặt chữ thì nó vẫn thế thôi. Nhưng mà tại sao thằng có thằng nó đặt giống mình nhưng nó lại đẹp hơn mình? Bởi vì làm sao, nó có các giải pháp để làm ra cái biểu tượng này. Chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur đó, các bạn nhìn thấy nhòe chưa? Alo, và sau khi nhòe xong thì bạn hãy đặt nó vào đúng vị trí của nó và chúng ta cho xuống dưới bằng can chôn ngọc vuông bên tay trái nhá, xuống dưới này đấy, các bạn có nhìn thấy chữ tôi nổi chưa? Rồi. Đó, nổi không là cũng là do mình nhá, mình cũng không đó. Rồi tiếp tục, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì tôi chuột phải vào vị trí, tôi lại chọn vào Ctrl+O thêm một lần nữa nè, tại vì có nhiều người khi thiết kế thì nó sẽ phải mang hai hướng của hoa hết gì đó, thì tôi chuột phải chọn vào nó này, tôi chọn vào chính cái hình này và tôi ấn vào Open. Nhìn thấy bông hoa chưa? Alo, Rồi. rồi sau khi đã có hoa xong thì tôi ấn vào Ctrl+E chọn hết, Ctrl+C copy. Và sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì chuột phải thẳng trực tiếp từ background. Cái background là chính là cái này. Nhìn chưa? Và tôi ấn vào Ctrl V thì nó chỉ nằm trên cái hình này thôi. Tôi đặt vào đây cũng được không ạ? À? Alo? Nó giống nhụy của bông hoa thì nó có đẹp không? Hay là cái bông hoa này tôi phải ấn vào Ctrl T và tôi chuột phải tôi đối diện ra ngoài để xem là cái bên ngoài như này có đẹp hơn không? Em có nhìn này chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Đang theo dõi. Em có nhìn thấy khi đặt vào như này chưa? Rồi. Ok, Enter. Và sau khi đặt vào đối tượng này thì các bạn nhớ nhé. Ngoài giá trị là cái công cụ vùng chọn của chúng ta là vẽ qua cái hình đó và ấn nút đen lên đến bị thủng này. Nhìn chưa? Thì nó cũng có tính năng là chúng ta có thể kéo dài được. Kéo dài bằng cách nào? Nếu nền, trong trường hợp nền background của bông hoa mà nó lại giống nhau thì chúng ta được quyền dùng cái phương pháp là chúng ta dùng quét qua một tí chỗ này, nhìn lên một tí chỗ này chưa, tôi chọn một tí của bông hoa và tôi dùng lệnh là can chân t, can chân t để làm gì, giữ shift và tôi kéo ra như này được không ạ, các bạn có nhìn thấy tôi kéo ra như này chưa, Rồi. thì có phải là nếu mà tôi làm như này thì nó nổi không, vẫn nổi như bình thường không ạ, đấy nhá, nhìn nhá, các bạn sẽ chọn ở đây cho tôi dùng công cụ vùng chọn m m chúng ta quét qua cái biểu tượng và nhớ một điều là giống như cái này là can chun gi đấy, các can chun gi thì chỉ nhận nguyên bản đoạn này thôi nhé, đây V, các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa, thì đúng này sau khi chọn xong thì tôi ấn vào can chun t và giữ shift kéo này như này, nó đúng nhở? Alo, Rồi. ok, và tất nhiên là trên nền tím này chữ của chúng ta rất là rõ ràng và chúng ta nhìn là rất là dễ rồi. Chúng ta có thể chuột phải vào cái đối tượng này và chuột phải vào chính cái nền background này, ép nó thành một bởi vì cái này là tôi sẽ phải xử lý hiệu ứng. Tôi dùng lệnh là Ctrl E và tôi sẽ dịch chuyển sang trái để tôi lấy phần nhụy, tôi sẽ kéo xuống đây một tí, được chưa?
Ok. Rồi, sau khi đã làm xong đây thì người ta dùng cái giải pháp như sau, là dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua một nửa bên này đúng không? Đây ạ. Nào, M quét qua một nửa bên này. Tôi xóa này được không ạ? Nào, xóa này thì có vẻ bị cứng không các bạn? Có. À, vậy thì tại sao chúng ta không dùng giải pháp làm mềm được? Nhưng làm mềm này nó có cong theo cái hình của bông hoa không các bạn? Alo. Ý này nói sao? Cái này nó có cong theo hình bông hoa hay nó thẳng tưng như này? Thì các bạn có biết Nghe là hơi cọc. vậy thì để muốn làm được điều đấy thì chúng ta phải làm gì? Vẽ vùng tròn hình tròn chứ. Đúng không? Ví dụ tôi vẽ nha. Đấy, về xem kỹ đoạn này nha. Trong đây nó có, đây tôi vẽ nha để cho nó khi mà tôi xóa nó sẽ chuyển theo đường cong thì cái background nó sẽ đẹp hơn. Đấy, tôi vẽ thì hình cong nha, cong theo đúng hình bông hoa chưa? Đấy. Rồi nó có chiều sâu ấy. Ok, chính xác, tạo chiều sâu đúng rồi. Nhưng lại gặp một cái vấn đề như sau, là nếu tôi ấn nút, tôi đang chọn bông hoa mà tôi xóa đen lên này thì tự nhiên bông hoa biến mất rồi còn gì nữa, có đúng không? Vậy làm nào để xóa cái bên ngoài cơ chứ không phải là cái bên trong? Thì trong cái giải pháp của cái việc mà xóa bên ngoài, người ta có một cái lệnh là Ctrl Shift Y ngắn, là sẽ đảo ngược vùng chọn của chúng ta, không chọn cái bên trong là bông hoa nữa mà lại chọn bên ngoài các bạn ạ. Ok, Ctrl Shift Y ngắn ghi chưa? Alo. Nâng đi rồi Rồi, cần kỹ tôi nhá, xin. bài này xem kỹ đi, về nhà sau này tôi thề các bạn là các bạn sẽ áp dụng cực kỳ nhiều luôn. Nhiều khủng khiếp luôn để tạo ra một sản phẩm có chiều sâu. Nào, Ctrl Shift Y ngắn. Lại chọn lên bên ngoài, có nhìn thấy chọn lên bên ngoài chưa? Từ từ rồi đang ghi Rồi, Ctrl Shift Y ngắn. Đó. cái đây để làm gì này nhỉ? Đảo ngược vùng chọn là chọn cái vùng bên ngoài, không chọn là vùng bên trong. Ừ rồi rồi dạ rồi rồi Ok, lúc này chúng ta sẽ làm về vùng chọn bằng công cụ là Shift F6. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một giải pháp như sau, là 20 đến 30 chẳng hạn, đến 50 đến 80 chẳng hạn, đến 80% như này em tớ. Và lúc này làm mềm vùng chọn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò là xóa thôi bằng công cụ là đen đen đen. Các bạn có nhìn thấy nó chuyển vào nền chưa? rồi Alo, nhìn thấy chưa? Rồi về. Thì lúc này cái giải pháp của chúng ta nó cũng tương tự như vậy, với cái hình này chúng ta sẽ đặt lên phía trên, rồi cái background này nhìn thấy chưa? Cái background này đáng nhẽ là chúng ta thêm màu nha, nhưng tội gì chúng ta thêm màu mà lại không dùng cái background này. Đây, cái background này các bạn đồng ý không? Tôi sẽ dùng cái công cụ M như này và tôi quét qua vị trí này. Rồi tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl T và giữ Shift thì tôi kéo như này được không ạ? À? Kéo lên như này được không em? nhỉ. Chứ cần gì phải, chứ cần gì phải 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 phải, phải tạo ra một cái vùng không rồi đổ màu gì, nó thậm chí là cái màu này nó còn chuyển êm đều hơn rất là nhiều. Thấy chưa? Nhưng chuyển như này nó hay bị cái vệt nha, thì tôi thế các bạn là từ đây bạn chỉ việc ấn vào Ctrl Z cái đối tượng này thôi, Ctrl Z này. Thì có phải nó sinh ra cái này không em? Rồi, sau này sinh ra cái này xong rồi ấn vào Ctrl T và giữ Shift này kéo lên như này có vẻ hợp lý không? Đấy, nó có bị vệt đâu. Mà các bạn có thấy không? Nó êm hơn rất là nhiều. Nó dùng cái background dưới mà. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi. Rồi cũng tương tự như vậy với cái bông hoa sen này, tôi lại bông hoa này tôi lại tiếp tục dùng công cụ M phần phía dưới. Dùng phần phía dưới, nhưng quét phần phía dưới là tôi sẽ cho chìm cái đoạn này xuống dưới nền thì bằng cách nào? Thì tôi lại dùng công cụ Shift F6 vùng chọn. Và tất nhiên là tôi chọn là 80 Enter và tôi lại xóa đi bằng đen lên. Nhìn thấy chưa? Đen lên lại xóa nha. Hay là bạn muốn xóa cái trên. Được chưa? Hay là bạn dùng cái công cụ vùng chọn này bạn kéo xuống dưới thêm một tí bạn xóa như này này. Hãy xóa một tí thôi. Ok. Lợi ích thì nó hơn. Hiểu hiểu cái này chưa? Yeah. Đấy, rồi tiếp theo. Vậy thì với cái công cụ này thì cái nền background màu vàng này này, như chúng ta có cần phải thay màu không? Hay là thiên về màu tím có được không? Thì lúc này sau khi chọn đúng nó rồi tôi khóa nền rồi, tôi chọn vào phím Y ngắn rồi chọn là thẳng trực tiếp với cái màu tím này, tôi đổ màu bằng lệnh Alt Del Delete. Nhá, đổ màu bằng Alt Del Delete đây ạ. Đấy đúng không? Các bạn sẽ nhìn này. Đó, chúng ta sẽ đổ một cái màu tím nha. Hình này của chúng ta này. Đấy. Chúng ta khóa nền.
Chúng ta khóa nền là chọn vào đúng cái màu rồi, chúng ta khóa nền rồi dùng lệnh là an đen lên t. Đây 100% để xem nó đúng chưa. À vẫn là màu vàng. Chúng ta chọn vào V. Chọn vào màu. Chúng ta chọn vào an đen lên t. Cái này trường hợp mà chúng ta đổ màu mà không được ấy thì chúng ta kiểm tra lại cái tiếng Anh và tiếng Việt của chúng ta nhé. Việt kỳ của chúng ta đang là tiếng Việt chẳng hạn, chúng ta chọn tiếng Anh nhé. Đổ màu thử xem cũng được không ạ? Ok, chúng ta dịch chuyển lại một lần nữa. Và trong trường hợp là nếu mà chúng ta mà đổ màu không được nữa thì các bạn có thể dùng một cái phương pháp là chọn vào phím G như giống như lần trước tôi đã dạy cho các bạn là nhìn cái này, này. Và chúng ta đổ màu trực tiếp vào đây. Ok. À quên mất. Sorry các bạn. Chúng ta cần cho Z lại bởi vì cái hình này chúng ta đang nằm ở phần phía trên. Hình này đang nằm ở phần phía trên các bạn ạ. À. Còn cái layer mà mình muốn đổi màu ấy cho nó là nó sẽ phải thay đổi màu đây, cái hình này của chúng ta. Chúng ta sẽ cho nó một cái đổi màu, thử đổi màu ghi xem. An ship. Đấy, nhiều lúc nó bị đơ là nó sẽ rất là khó. À, chúng ta sẽ đổ màu bằng G, chúng ta đổ màu ra ngoài. Phá nền của chúng ta. Đổ màu. Thay màu. Rồi, nếu mà trong trường hợp này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tắt cái inút đi. Chúng ta tắt inút đi. Bởi vì là khi mà nó chiếm dung lượng bộ nhớ nó sẽ không nạp được vào. Và chúng ta sau khi làm xong này chúng ta ấn vào Ctrl+S. Và chúng ta lưu lại cái bản thiết kế của chúng ta. Lưu lại bản thiết kế của chúng ta là chúng ta chọn vào Download và tôi sẽ chọn vào biểu tượng mỹ phẩm và tôi chọn vào thiết kế TK1. Ok. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chuột phải chọn vào đây. Đây là cái miếng này này. Chúng ta sẽ khóa nền cái biểu tượng lại. Và chúng ta đổ màu. Không được nữa thì chúng ta sẽ chơi trò là có TK rồi chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Nha. Ctrl+S lại và xếp lại. Tắt đi. À, tắt đi, tắt đi. Chúng ta tắt đi. Sau khi tắt đi xong này thì chúng ta bật cái này lên, bật lại. Và chuột phải lại nhé. Chuột phải lại này. Rồi cả lớp mình nhìn cái này chứ nhỉ? Chuột phải vào biểu tượng là số 10. Và chúng ta dùng lệnh là Alt+Delete. Đấy, đổ màu chưa? Đấy, được rồi. Sau đó thì chuột phải chọn vào cái miếng thứ hai là màu tím. Tôi cũng thay đổi nó bằng cách khóa nền là Alt+Delete. Đấy, thì lúc này cái hình của chúng ta, cái này của tôi thì tôi sẽ phải tăng lên 60% bởi vì trên nền tím nó phải sáng lên một tí nữa. Và cái hình này của tôi thì khả năng là tôi sẽ phải chọn cho nó một cái màu nó sáng tẹo nữa này, như thế này. Andenete. Đấy. Và sau khi Andenete xong thì các bạn thấy là cái viền viếng màu trắng này của chúng ta nó xem sao, nó sáng nhanh. Nhưng mà tôi muốn là sáng từ đây và chuyển xuống dưới được không? Hay là sáng từ đây và chuyển đây? Thì chúng ta dùng cơ công cụ M và chúng ta quét qua như này. Shift F6 Nhìn hơi cứng. nha các bạn nhìn này, tôi dùng công cụ Shift F6 lần này mình vùng chọn cũng tương tự như vậy 80% và tôi ấn Delete thì có phải cái khung này của tôi là chỗ này là màu sáng và chuyển vào đây nó sẽ là chìm vào nền không? Alo? Đây Đấy. đây. Rồi cũng tương tự như vậy với cái này của tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào cái này, tôi lại dùng công cụ là số 50%. Tôi lại dùng công cụ M và tôi lại quét qua phần phía trên. Và Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ và chúng ta chọn vào 80 và cũng tương tự như vậy chúng ta lại xóa phần nha. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Đó. Rồi cũng tương tự như vậy với cái khung tròn như này. Nhìn cái khung tròn như này nhá. Chúng ta giữ phím Alt và chúng ta copy vào đây và Ctrl T có thể là xoay dọc để tận dụng nó điểm gì chúng ta có thể vòng đây. Đấy các bạn nhìn chỗ này của tôi chưa? Tôi sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem này. Để tôi sẽ bắt vào cái đoạn mà vai này của đồng chí này. Tại vì cái này là cái mà chúng ta đã làm rồi chẳng hạn chúng ta có này còn nếu không thì chúng ta có thể bỏ qua không dùng cái này nữa được chưa. Rồi tiếp theo này à, có nghĩa là mỗi một cái của chúng ta nó sẽ có từng tí một để chúng ta làm rồi à, cũng tương tự như vậy với cái vùng chọn của chúng ta nó sẽ có cái nét viền các kiểu rồi thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Chúng ta có những hình tròn to thì chúng ta sẽ phải có những hình tròn nó nhỏ hơn. Lại lập ra một layer mới và đổ màu. À, với cái này thì các bạn sẽ ấn vào chọn cho tôi 50 về.
Rồi cái này các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi xuống dưới một tí nữa để chúng ta sẽ chọn là 80% và căn chân T và thu nhỏ lại. Ok, các bạn có nhìn thấy những cái chấm chấm này chưa? Alo. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là để muốn cho cái bố cục của chúng ta chắc chắn hơn thì các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Chúng ta quét qua vị trí từ trái qua phải, nhìn lên vị trí từ trái qua phải chưa? Chúng ta có thể dùng một cái phương pháp như sau là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là khoảng 40 50 gì đấy. Và lúc này thì hãy chọn một cái màu y ngắn và chúng ta hãy chọn một cái màu giống như màu áo cô gái tầm này. Và chúng ta sẽ đổ màu bằng lệnh là Andante. Nhưng nhớ là phải lập ra một name mới nhé. Rồi Andante. Thì cái hình này nó sẽ có đủ độ đậm để nó khiến cho cái sản phẩm của bạn nó sẽ sâu hơn. Còn nếu mà bạn chưa thấy đủ độ đậm lắm thì bạn có thể Ctrl Z lại, hãy chọn cho màu nó hơi đậm một tí nữa là đổ màu này. Thì cái chiều sâu của thiết kế của các bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Được chưa? Rồi, ok. Ctrl D. Được chưa? Các bạn nhìn thấy không ạ? Với cách như này thì các bạn sẽ hoàn thiện cũng tương tự như vậy. Với cái này các bạn lại phong phú, bạn lại đẩy lên đây và logo của chúng ta chuột phải. Chuột phải chúng ta chọn vào đây, đây là logo phía dưới này, chuột phải chọn vào cái layer số 5. Đấy, layer số 5 này tôi lại giữ phím Command rồi copy đây. Và cũng tương tự như vậy thì cái này các bạn nhớ là tôi khóa nền rồi. Thì tôi bỏ cái khóa này. Để tôi thay một cái màu khác, chọn y ngắn, chọn đúng cái màu đậm nhất này. Để làm gì? Đổ màu bằng lệnh gì? Khóa nền lại Andante thì có phải màu đậm không? Với cái đối tượng này thì các bạn nhìn này, tôi lại mở cái khóa ra để tôi làm nhòe. Tôi làm cho filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur thì cái đối tượng nó sẽ nhòe ra. Các bạn nhìn thấy nhòe ra chưa? Alo. Rồi. Thì lúc này sau khi nhòe ra thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ giữ phím vào đây, chúng ta kéo vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào vị trí số S này. Nó có bóng này, tôi cho xuống dưới một layer. Ok, các bạn có nhìn thấy cái logo tôi nổi chưa? Rồi. Alo, kéo đẩy sang. Và nhớ một điều rằng dùng bóng thì cũng phải nhìn. Nếu nó đậm quá thì mình phải xuống là 80% hoặc 50%, nó vừa phải thôi thì nó sẽ rất là dễ chịu. Ok, vậy thì với cái phương pháp này thì các bạn sẽ nhìn thấy bố cục hình tròn của chúng ta nó ra một sản phẩm bắt đầu nó yêu hơn so với sản phẩm trước. Rồi cũng tương tự như vậy với cái hình này của chúng ta nó sẽ làm sao ở đây. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Alo. À, tôi giữ một cái công cụ phím An và tôi lại copy ra một hình này. Tôi sẽ dùng một cái giải pháp như sau là tôi sẽ chọn một cái đổ màu cho nó bằng cách khóa nền và tôi đổ màu. Tôi đổ màu lúc này tôi lại chọn màu trắng tinh. Được không? Sau khi chọn màu trắng tinh xong thì tôi sẽ mở khóa này ra để tôi thực hiện thao tác là tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Gaussian blur là làm nhòe. Các bạn có nhìn nhòe chưa? Rồi. Ok. Và sau khi chọn nhòe xong thì bạn ấn ok như này thì các bạn sẽ cầm ra kéo vào đây. Và cái đối tượng này thì các bạn sẽ cho xuống dưới một layer bằng cách như này. Thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ phát sáng không? Nhìn này chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Alo. Rồi rồi. Rồi, nhưng có những trường hợp người ta bảo là thầy ơi nhưng mà em không thích làm theo kiểu đấy thì có được không? Thì này, nhìn này, đây lại lại cách thứ hai, cách khác này. Chuột phải vào cái đây. Tôi giữ phím An tôi kéo vào đây. Các bạn để ý đoạn này tôi có thể tận dụng một cách như sau là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng đây chuột phải chọn vào chính lớp 10 đấy. 22 này cho lên trên tất cả này. Đây. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Nếu tôi dùng công cụ M và tôi di chuyển sang phải. Các bạn có nhìn thấy sang phải của tôi chưa? Rồi đấy. Nếu tôi xóa nhà thì có phải cái bên tay phải của các bạn biến mất không? Đúng chưa? Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Với cái hình này tôi dùng một giải pháp như sau là tôi sẽ khóa cái nền lại và tôi chọn một cái màu nó đậm hơn. Y. Và cái màu này thì tôi sẽ chọn là đậm hơn là màu như này. Và tất nhiên là đổ màu rồi bởi vì tôi khóa lên rồi, đổ màu. Sau khi đổ màu xong thì tôi sẽ đặt thẳng trực tiếp lên vị trí này. Đặt trực tiếp lên để làm gì? Để tôi làm một cái thao tác như sau là tôi dùng công cụ M và tôi quét qua phần phía giữa của nó. Tôi dùng công cụ là Shift F6 làm về vùng chọn thì tôi đặt là khoảng 10 hoặc 8. Và lúc này thì tôi ấn xóa đi. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi có chuyển này. Nhìn đây. Cái mép của cái khung này. Nhìn thấy chưa? Đó. Giữ phím An và các bạn copy sang đây và lại dùng Ctrl T và chúng ta đảo ngược bằng lệnh là gì? Ở đây Rồi. Kéo vào đây. Tôi đảm bảo cho các bạn biết nó sẽ khác biệt.
Đấy, cùng là một cái nút nhưng mà nó lại có sự sắc độ khác nhau. Và trong trường hợp này nếu mà đưa sang bên tay phải mà bạn lại thấy nó đậm quá bởi vì nó tùy thuộc vào khu vực màu thì bạn có thể giảm thôi bằng 50. Được không ạ? Opacity bằng 50 được không ạ? Nhìn cái nút chưa? Ừ. Alo. Thế rồi. Rồi, cũng tương tự như vậy với những cái tiêu chí đấy thì các bạn có thể tận dụng thêm một vài cái hiệu ứng bên ngoài, và tất nhiên là cái hiệu ứng này nó sẽ nằm trong cái quy trình về chúng ta học về hòa trộn giữa các layer. Các bạn có thể tận dụng những giá trị về ánh sáng khi mà các bạn làm. Ví dụ tôi chọn vào ổ e, tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Đâu rồi? Và trong thư viện ảnh thì tôi sẽ chọn vào phần background, và trong phần background thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là texture. Và trong phần texture thì các bạn sẽ tôi sẽ kéo xuống như này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái đây là cái màu xanh không ạ? Nhìn chưa? Chúng ta có thể ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy cái này và sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Cái này nó có một cái rất hay là nó có thể làm sao? Trong cái Photoshop nó có một hiệu ứng là gì? Nó chia là bốn những cái khuôn. Khuôn số 1 từ lên đây. Khuôn số 2 là tượng trưng cho việc làm tối. Đây từ lên đây. Khung số 3 là tạo ra vị trí là gì? Làm sáng thì nằm từ đây, và làm sáng thì màu tối sẽ bị triệt tiêu. Nên các bạn chỉ cần chọn là cho tôi thuộc tính là single green thì tất cả màu đen sẽ bị triệt tiêu. Màu đen này, đấy các bạn nhìn màu đen chưa? Các bạn có nhìn xung quanh màu đen không ạ? Ok, Yeah. thì bạn chỉ cần chọn hiệu ứng này là xong, không cần phải cắt kiếc gì hết, đặt luôn được luôn. Và tất nhiên cái hiệu ứng này nó sẽ tạo ra kiểu hiệu ứng của phim ảnh, thì các bạn sẽ chọn vào đây. Long lanh bắt mắt hay là cái gì đó thì cũng là từ đây. Đó, thì các bạn có thể chọn nữa. Ok, có thể đặt xuống đây hay đặt xuống đâu tùy. Nói chung là rất là nhiều những yếu tố để, và các bạn có thể giữ shift để kéo bè xuống để cho nó mảnh thôi. Được chưa? Đấy, có nhiều người đặt vào đây này, cho nên trên tất cả này. Đấy, nhìn chưa? Sau khi đã chọn xong này nha, xong nhá, các bạn ấn vào Ctrl T và giữ shift, các bạn kéo ở đây này. Rồi, sau khi đã có này xong, bạn được quyền nhân bản thành hai, và Ctrl Z và Ctrl T xoay dọc cái này ra. Ok, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa nhở? Nhiều rồi Ok, đấy. enter. Và sau khi đã chọn là cả hai, tôi giữ shift này và tôi đặt đúng vị trí nhà, đặt nha. Để cho nó bắt sáng hơn và tôi chỉ nhấn nhá cái này thôi. Có được không các bạn? Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, và đặt xuống đây được không? Rồi có nhiều người sau khi đã có hai cái xong thì tôi có thể ấn vào Ctrl giữ phím man nhé, giữ phím man này kéo ở đây này, và chúng ta sẽ chọn nó xoay dọc này ra một tí nữa. Đó, và xoay dòng nhà thì bạn đặt vào đây này để ra tạo đúng ngôi sao này, và cái này thì tôi thu nhỏ lại bằng an shift này, phím an chứ quên mất phím an đâu, thu nhỏ lại, enter này. Ok, và sau khi thu nhỏ xong cái vị trí này của tôi để đâu đây, tôi thu nhỏ lại cái này rồi, sau khi ấn lên chữ V là xong, thì chúng ta sẽ có những cái layer rất là giống nhau. Layer đó là layer của số 28 đến 28 copy 2. Các bạn sẽ chọn cả bốn cái này và ấn vào Ctrl E, và khi ấn vào Ctrl E thì nó trở về thuộc tính đầu tiên cho các bạn. Trở về thuộc tính, nhìn thấy thuộc tính đầu tiên chưa? Alo. Dạ Và rồi cái ạ. này cũng tương tự như vậy thôi, lại làm mất biểu tượng có màu đi, thì lúc này tôi sẽ đặt vào vị trí này, đây là bắt sáng này. Hiểu cái này chưa? Ok, và cái bắt Dạ. sáng này các bạn có thể được tạo ra nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ cái này tôi giữ phím Alt, tôi kéo thu lên đây. Sau đó tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang một cái vị trí vào đây, và cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Ok, hiểu cái này chưa? Alo. Dạ rồi. Và nhớ một điều rằng có nhiều người bảo là thấy ơi, nhưng mà em muốn làm tông sạch tông có được không, và em muốn chuyển toàn bộ cái màu này theo kiểu côn có được không, thì bạn nhớ là cái background của bạn ở đây, rồi cái background của bạn là tất cả những background từ đến đây này có ba thằng này, thì bạn sẽ phải lập lên một layer mới cho tôi. Cái loại này là loại rất là quan trọng, là có thể là thay đổi màu của cái ảnh. Nhớ nha, thay đổi màu của cái ảnh mà cái ảnh đó vẫn giữ lại được nguyên khối, có nghĩa là chuyển từ tông tím sang tông vàng thì có được không, thì bạn lập ra một layer mới trên cùng có ba cái đối tượng ở phía dưới, đó là cái background là cái 24, rồi cái background của cái 20, rồi cái background nó là màu xanh, nhìn này chỗ này chưa? Ok, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là tôi sẽ lập ra một layer mới là 28, tôi đổ màu luôn bằng alt đen lên đây ạ. À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl, lập ra một layer mới.
Đấy, các bạn có nhìn Ừ. thấy thay đổi màu không? Alo? Alo, alo. Có rồi. Và khi đã có màu này xong thì bạn chỉ cần dùng cho tôi một cái lệnh rất là hay trong cái bảng hòa trộn của chúng ta, đó là sổ từ normal xuống, chọn vào color từ dưới lên trên ở số 2. Số 2 có nhìn thấy chữ color trong bảng hòa trộn không ạ? Có nhìn thấy gần đến nó Ừ. chưa? Xuống dưới một lần nữa là xong. Yeah. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái background của tôi bắt đầu chuyển đổi, là tôi lại thiên về màu của cái tông màu vàng bên ngoài từ logo. Và tất nhiên cái màu của cái số 27 này cũng phải cần thay đổi bằng cách là khóa nền lại và đổ một cái màu nó đậm hơn, y ngắn chỉ vào một cái đậm hơn như này, và chúng ta chỉ việc làm sao đậm nâu vàng của chúng ta đây. Ok, chúng ta đổ màu thôi bằng lệnh là ám đen ete, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chuyển đổi từ một cái biểu tượng khác rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chứ nhở? Alo. Nhiều rồi. Đấy, nó cũng đẹp, nó cũng ok. Và tất nhiên vị trí này thì nó là color rồi, thì chúng ta có thể chọn là 50% có được không ạ? Nào, các bạn có nhìn thấy Ừ. 50% chưa? Là opacity 50% vừa là biến đổi về màu nhưng vừa phải giữ được những cái màu phía dưới được không ạ? Ừ. Ok, hiểu cái này chưa? 30% là như này. Và tất nhiên là không muốn có nó thì phải xóa nó đi như này, thì nó không có thông về màu vàng nữa. Ok. Ok, và sau khi đã làm xong thì bạn đã có được một tiêu chí rồi, và tiêu chí này thì các bạn có thể thu nhỏ những cái biểu tượng chấm này cho nó xinh xắn hơn một tí. Rồi có nhiều người bảo là cái màu này có thể là chọn thành màu 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 theo kiểu sáng được hoặc là vàng được không, tất nhiên vẫn làm được. Nhưng mà tóm lại là các bạn nhìn vào đây cho tôi, bài hôm nay chúng ta sẽ chốt ở phần này và chúng ta có thể copy lên đây. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Và tất nhiên cái sự lấp lánh của các bạn sẽ làm ra những sản phẩm nó cũng lấp lánh và khiến cho khách hàng của chúng ta bắt mắt hơn và yêu hơn. À, chúng ta có thể thiết kế banner poster bắt mắt, mỹ phẩm mỹ phiết làm đẹp bây giờ là ngon rồi nhá. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhở? Rồi đây. Và tất nhiên đây là cái bài tiếp theo của cái chúng ta vừa rồi tôi chia sẻ về vùng chọn. Lớp mình có khúc mắc cái gì không ạ? Và tất nhiên là nhiệm vụ cuối cùng là của chúng ta là vẫn phải là về nhà làm. Tôi đã làm hình vuông cho các bạn rồi thì hôm nay tôi lại làm được hình tròn cho các bạn. Với hình tròn này thì cái cấp độ nó đã nâng cao hơn, qua những giá trị là cũng có cộng thêm một ít hiệu ứng, có xử lý về bóng của đối tượng rồi. Và cái cách thức là chúng ta sẽ tạo khung như thế nào và đưa ảnh vào những cái khung ra sao, và có thể ghép những cái nền này để tạo ra tôn giá trị sản phẩm thôi nhá. Alo. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là cái này này tôi quên là tôi chưa đổi màu này. Cái này thì phải khóa nền lại và đổi màu như cũ lại. À, ok. Tôi mới chuẩn được. Rồi. Cả lớp mình ơi. Cả lớp mình còn khúc mắc gì cái này không ạ? Cái này thì tôi sẽ cung cấp cái hình ảnh này, hai ba cái hình ảnh này cho các bạn. Sau đó các bạn về nhà làm cho tôi một cái phương án. Từ cái phương án này các bạn có thể làm cho nước hoa, các bạn có thể làm cho những xà phòng hoặc làm những cái gì mùi thơm, thì bạn sẽ làm cái này cho tôi nha. Cái này mình có ghi bài đấy chứ. Có ghi bài nhưng mà cái này là tôi đang, chúng ta có thấy là các bạn có thể thấy là chúng ta đang đi qua vùng chọn đúng không? Đúng chưa? Và nhớ một điều rằng là trong cái bài thì chúng ta lần lượt như vậy, nhưng ngày bình thường như tôi đã chia sẻ là hãy vào trong hệ thống và học theo. Hiểu cái này chưa? Ok. Rồi xong chưa nhỉ? Rồi. Ok, nếu có bạn nào có ý kiến thì không nhỉ? Để về làm mới được có gì hỏi thầy Ok. Thế thì stop xe nhá. Rồi, nếu không có gì thì mình thêm. sẽ thay đổi và mình sẽ render cái bài này này, sau đó gửi lại cho các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.